xinh. Ồ, camera, đáng lẽ mình nên trang điểm. Này, giới thiệu một chút đỉnh về bản thân nhé. Bà là bà, và bà rất là già. Tớ là Molly và tớ độc thân, chào mấy chàng. Tớ thích đi bộ bên bờ biển và... Đây không phải show hẹn hò Molly à? Còn chờ gì nữa nào? Đã đến lúc bắt đầu thử thách vẽ bánh kép. Thôi nào, bắt đầu luôn đi. Có người đang phấn khích kìa. Bắt đầu thôi, tay nhỏ này. Cái gì thế này? Bà ơi, bà ổn không ạ? Bắt đầu thử thách đầu tiên nha. Gợi ý đến đây. Nhảy xấu ư? Tớ là thiên tài đấy. Chả hiểu thế này là sao luôn. Chuyện gì vậy hả? Bà ơi dừng thôi, bà đang nhảy sông mà. Đúng là bó tay. Thử lại lần nữa nào. Xem tớ đang làm gì này. Thử thách đầu tiên đấy. Hãy tạo ra Wednesday. Thích phết nha. Thế nào cũng khó lắm. Cứ thử xem sao này. Không nhặt lên được ý. Khó hơn mình nghĩ nhiều luôn. Nhưng không được bỏ cuộc. Ok con dê. Bình tĩnh, đừng làm rơi nha. Bắt đầu vẽ trước này. Là khuôn mặt đó. Và rồi vẽ tóc. Mình sẽ tô mặt bằng bột bánh kép màu trắng. Rồi dùng màu đen cho tóc. Cứ rót bột ở bên trong là được. Wow, cháu bà xuất sắc quá. Không biết mình có làm được vậy không nhỉ? Mình chỉ cần vẽ thật chậm rãi mà thôi. Nhìn ổn áp quá. Chắc là lật lại bánh được rồi này. Mong là không bị nát. Lên thôi. Biết sao không, nhìn không tồi tí nào. Bà yêu thấy sao ạ? Bà phải bắt đầu thôi. Bà sẽ vẽ một hình tròn trước này. Và một khuôn mặt cười. Vậy là xong phần tóc. Tô bên trong thôi. Giờ thêm chút màu sắc. Biết đâu bất ngờ lại đẹp. Chắc chắn sẽ là một tuyệt tác. Giờ lật bánh thôi. Ôi, nhìn này, đỉnh cao. Ấn tượng quá. Để đây nha. Thành công rồi. Xem này. Khó quyết định quá đi. Cả hai đều đẹp theo một cách riêng. Chả biết nữa. Thôi nào, trả lời đi. Sao lại lâu thế không biết. Ok, Molly thắng. Vậy đó là kết quả nhỉ. Wow, vui quá đi mất thôi. Tuyệt lắm cháu yêu. Và đây là vị khách đặc biệt của chúng ta. Vỗ tay chào mừng Kissy Missy nào. Mấy cậu dễ thương quá. Wow, không thể tin nổi. Tớ hâm mộ cậu lắm. Chúc may mắn. Hồi hộp quá đi mất. Nhìn này, mấy cái kính sảng chảnh. Wow, trông xinh dã man. Cháu muốn xem kỹ hơn. Thích quá đi. Đeo thử xem nào. Wow, điên rồi thật sự. Trông mọi thứ kỳ cục quá. Bà ơi, là bà đó ạ? Mình rối hết cả não rồi. Bà cũng muốn thử. Có khi bà sẽ thấy đường rõ hơn. Không, chỉ tệ hơn thôi. Chóng mặt quá đi. Thử thách tiếp theo đến rồi. Xem đây. Chúng ta nên mở nó ra nhỉ? Không biết là gì đây. Là một hình vẽ. Một con chim ú nù đó. Xỉnh phết nha. Chắc chúng ta phải đeo kính khi vẽ. Phải. Thế nào cũng bừa bộ lắm cho xem. Khó nhìn đường quá đi mất. Đây là một bánh màu đen hay sao? Có vẻ là đây. Làm thôi. Bắt đầu vẽ một hình tròn này. Đây sẽ là lông vũ của nó. Và đây là cái đuôi cute. Tô màu đen nhé. Sau đó là vẽ lông mày. Chả hiểu sao con chim này lại giận dữ đến thế. Chắc chắn là phải có lý do. Đây là cái mỏ và đôi mắt đen. Giờ thêm màu thôi. Mình sẽ dùng màu vàng này cho phần thân dưới. Và màu cam tô mỏ này. Rồi tô phần thân bằng bột đỏ. Trông hơi bị được đó nha. Mình có khiếu dễ sợ. Có vẻ là sắp xong rồi đấy. Cặp kính làm vòng này khó quá. Nhưng chuẩn bị hoàn thành rồi. Ngon lành. Dụng cụ lật bánh đâu ta? Chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Có cách rồi này. Mình không nên làm. Nhưng sẽ vui lắm đấy. Đây rồi. Đúng lốc quá. Lật luôn này. Và mình sẽ bỏ mắt kính ra. Cái gì đây? Cháu đùa bà tí thôi ạ. Mình nên bắt đầu rồi. Sẽ dễ như bỡ đấy mà. Vẽ đơn giản là được. Vẽ các hình dạng cơ bản và tô màu bên trong. Không cần phức tạp màu mè gì đâu. Mà thử thách này là mình đói quá. Giờ tô màu cơ thể ẻm nào. Mình thích màu đỏ này quá. Vậy là đủ rồi. Đã đến lúc lật bánh.
Xong xuôi. Mình đâu định làm như vậy đâu. Ha ha ha, kinh dị quá, nhìn kìa. Đến lúc chọn người thắng cuộc rồi Kissy ơi. Căng thẳng quá. Nhưng người chiến thắng đã rõ rồi, chính là bà. Đương nhiên là thế rồi. Bà xứng đáng lắm ạ. Cứu bé, bé bị trói rồi. Cháu bà có sao không vậy? Cháu ổn ạ, thử thách tiếp theo đến đây. Này, kỳ cục vậy cậu kia. Thôi nào, dừng lại đi. Bà không thoát ra được. La 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 la. Kìa, chuyện gì thế này? Mình ghét thử thách này rồi đấy. Cứ làm cho xong nào. Ít nhất thì mình còn cầm được đồ. Bắt đầu với hình vuông nha. Rồi vẽ chữ B ở giữa hình vuông. Tiếp theo là vương miện. Mình sẽ rót màu vàng vào đó. Tuyệt vời. Thêm một chấm làm mắt này. Và hình dấu cộng ở mắt còn lại. Tiếp theo là một nụ cười. Sau đó thêm màu trắng vào con mắt. Cũng không khó như bà tưởng. Bột xanh dương đâu rồi ta? Cứ rót vào mấy chỗ trống là được. Xong rồi. Đợi cho bánh chín nào. Màn lật bánh sẽ hơi khó xíu. Dù sao thì bà cũng đã cố. Wow, cẩn thận nào. Xin lỗi bà, cháu đang cố gắng hết sức ạ. Cháu không gập tay được ấy. Đúng là kỳ quặc. Ai ngờ nó lại ra thế này chứ. Nhưng cứ thử xem nào. Giờ vẽ mắt này. Mình đang thử cách khác của bà. Nhìn cũng ổn đấy chứ. Đây đúng là thử thách khó nhằn nhất. Mình sẽ phủ bột trắng lên mắt. Vậy là xong. Tiếp theo là miệng cười. Vẽ một đường màu đen là được. Sao nữa này? Không thể quên vương miện đâu nha. Nhìn tuyệt quá. Mình sẽ tô vào đó. Trông không tệ tí nào. Đỉnh cao. Giờ mình chỉ cần rót bột vào mặt thôi. Có hơi khó một chút. Nhưng mình không muốn làm cháy đâu. Phải đợi cho đến khi bọt xuất hiện. Vậy là chín rồi. Lật đi bé con. Cháu đang cố gắng ạ. Wow, nhìn tuyệt nha. Hạnh phúc quá đi. Bà biết cháu yêu sẽ làm được mà. Hai chúng ta ai cũng tuyệt lắm luôn. Cậu thấy sao xanh dương? Được rồi. Molly thắng vòng này. Tuyệt lắm cháu yêu. Xem này, hai món bí ẩn. Nhanh lên, mở ra đi. Bình tĩnh nào ngoại. Ngoại muốn cái nào? Đĩa kia, tớ muốn cái đĩa kia. Này hả, chắc chưa nào. Ok, tặng cậu này. Vậy là bà sẽ lấy cái còn lại. Lựa chọn tuyệt lắm thưa bà. Ra đà. Dễ. Bị lừa nhá. Mình biết là mình cần làm móng, nhưng thế này thì kỳ quá. Nhìn móng bà này, đỉnh của chóp. Wow. Vui quá. Chắc mình dùng cái này chải tóc được nhỉ. Nó kẹt mất rồi. Thế này là toang. Cháu có ổn không? Để cháu kéo thử. Không, mái tóc xinh của mình. Sao mình lại làm thế chứ? Chà, nhớ rút kinh nghiệm nhé. Khoan, mình không nên làm vậy. Thử thách tiếp theo đây. Vẽ Minion. Đơn giản thôi. Mình chỉ cần cầm chai bột lên thôi. Chuẩn như Lê Duẩn. Bắt đầu với một vòng tròn bự này. Sau đó vẽ hai vòng tròn để làm kính. Sau đó là vẽ mắt. Nhìn được đấy. Có vẻ thế. Giờ mình sẽ vẽ chân và tay. Cười một nụ cười xinh này. Ok, phần tiếp theo đây. Mình không muốn làm thế. Phải cẩn thận hơn mới được. May mà không bị gì hết. Đây là quần jean của cậu chàng. Giờ là một chi tiết dành cho mắt kính này. Khi đã xong, mình sẽ tô màu vàng vào. Phần này siêu dễ luôn. Chỉ cần tô vào những chỗ trống thôi. Nhưng chừa phần mắt lại nhé. Nó sẽ là màu xanh nhạt. Và giờ chờ chút. Mình cần đồ lật. Không cầm được ý. Thôi nào. Hết giờ mất rồi. Thở sâu nào. Mình làm được mà. Khó chịu hết sức luôn. Được rồi này. Đúng lúc quá. Wow, nhìn đẹp trai quá ta. Nhìn này bà ơi, nhìn nè. Tuyệt quá Molly, tuyệt như kẹo dẻo vậy. Ok, giờ đến mình. Bắt đầu với cặp kính nha. Giống như vẽ hình số 8 nằm ngang vậy. Và đây sẽ là hai bên của mắt kính. Một nụ cười nhỏ xinh này.
mình sẽ vẽ các phần màu đen trước. Giờ là phần màu trắng cho mắt, tiếp theo là phần màu vàng. Mấy tên nhóc này gừng quá. Nãy giờ hơi bị ổn luôn nhé. Tô phần mặt nào. Rồi mình sẽ dùng màu xanh cho quần jean. Xinh quá, suýt không muốn ăn luôn. Nhưng mình vẫn sẽ ăn, suýt thôi mà. Giờ vẽ hai tay này, và rồi là chân. Thêm chút tóc nữa. Mấy cái gai là được. Vậy là osake, mùi thơm xỉu luôn. Lấy cái lật nào. Làm như vậy mới chuẩn này Molly. Thông minh đúng không? Giờ lật em bé này nhá. Có hơi rám nắng tí nhưng vẫn ổn. Trông đẹp trai đi chứ. Gì vậy? Thật luôn hả Molly? Tập trung nào. Xin lỗi bà. Ấn tượng quá. Cứ tưởng vòng này khó hơn chứ. Xem mấy cái bánh nào. Ok, có kết quả rồi. Người thắng cuộc là bà Ngọ ấy. Thật là tuyệt vời. Cháu nghĩ vậy thật sao? Bà giỏi thật sự luôn. Đâu rồi nhở? Cháu đến đây, xem donut của cháu này. Bỏ ra coi. Bình tĩnh bà ơi. Cháu muốn cả hai làm một chiếc donut ngon lành. Bà phải làm khi đeo donut khổng lồ. Rõ là thế. Không với được. Chung hôm nay là ngày chán nhất của đất. Ngờ sao? Hoa đẹp quá kìa. Không biết là... Ôi mẹ ơi, con chỉ muốn nói là con yêu mẹ lắm. Ồ, con trai dễ thương của mẹ. Yeah, hái hoa thôi. Woohoo. Về nhà thôi. Ôi trời, hỏng hết mất rồi. Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ. Vì mẹ rất là quan trọng đối với con. Oh, wow. Tặng mẹ ạ. Chỉ để thể hiện là mình quan tâm, ba nhé. Giờ phải làm gì với đống này đây? Ôi chà. Khoan, có lẽ mình có thể làm gì đó với nó. Oh yeah. Bạn có hộp đựng cũ bằng giấy. Hãy úp ngược nó và đặt một ly rượu vang lên trên. Cũng úp xuống. Sau đó, rắc hoa xung quanh rìa. Dùng bất cứ màu nào bạn thích. Sau đó đổ nhựa lỏng vào phần này. Nhớ đổ đầy lên tới mép luôn nha. Đừng có lo, nó sẽ phủ kín hoa. Sau đó thì đợi cho cứng lại. Giờ thì bỏ ly ra và bạn có chiếc vòng tay lộng lẫy này. Đúng là có 102. Bạn có thể làm nhiều tùy thích. Mẹ ơi, mẹ có thích rắn không? Đủ giả đấy, bình tĩnh đi. Cô Tiên lấy mất bài tập của em rồi. Gì? Con bé vẫn nướng à? Nhưng xem mấy giờ rồi kìa. 7:30 sao? Con bé ngủ quên mất tiêu rồi. Tina, Tina ơi, con yêu, con phải dậy thôi. Con sẽ muộn giờ đấy. Chỉ 5 phút nữa thôi mẹ. Ok, tại còn ép mẹ đấy nhé. Tina, ra khỏi giường mau. Woo, mẹ quẩy cho con nghe nè. Sao ồn ào thế không biết. Hả, ai đấy? Chào buổi sáng cục cưng, đến giờ đi học rồi. Ủa, sao cơ? Sao hả, con nhìn đồng hồ kìa, đã 7:30 rồi. Thời gian biểu rất rõ ràng luôn, con phải dậy lúc 7 giờ mà. Dạ phải, thời gian biểu, đi học và tùm lum tùm la. Đúng rồi đó bé yêu, nào dậy đi, con phải lên đồ nữa. Mẹ thôi mà, con lớn rồi, con tự mặc được, con có phải em bé đâu. Con xinh quá đi, như công chúa vậy đó. Con thích bộ này lắm ạ, cảm ơn mẹ. Ôi trời, tóc con, chúng ta phải làm gì đó ngay và luôn. Ngồi yên nhé. Không, mẹ ơi, đừng lấy mấy cái lược đáng sợ đó trả cho con, đau lắm mẹ. Chà, chúng ta phải làm gì với tóc con chứ. Chờ chút nào, có lẽ mẹ biết cách chế ngự mái tóc của con đấy nha. Mẹ có ý này, đợi xíu nha con yêu. Ok, mình có khuôn làm kẹp tóc này, đến lúc cho kẹo nớt vào rồi. Mình sẽ cho kẹo vào khuôn và giờ là kẹo resin này. Hãy dùng resin trong để có thể nhìn thấy kẹo nhé cả nhà. Phải đảm bảo để kẹo được phủ keo hoàn toàn và khuôn được đổ đầy keo resin nữa. Đấy, vậy là xong rồi. Mình chỉ cần thêm kẹp vào và để keo khô thôi. Lấy khỏi khuôn được rồi đó mọi người. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Bé con, xem mẹ có gì dành cho tóc con này. Kẹp hình kẹo đó. Mấy cái này làm từ kẹo nớt đó ạ? Wow, thích quá đi.
Chính xác luôn, con cầm đi, để mẹ trải, rồi mình kẹp lên tóc con nha. Giờ dùng kẹp tóc nào? Một chiếc ở bên này và một chiếc ở bên kia. Tuyệt, con có kẹo trên tóc nè, xịn sò quá, con cảm ơn. Có gì đâu, bà con xinh lắm luôn ấy. Ôi không, mẹ phải đưa con đi học thôi. Nào nào, nhanh chân. Dù bạn có giàu hay nghèo thì các thủ thuật với bút 3D này cũng dành cho tất cả mọi người. Không hiểu mọi người uống nước chanh vắt từ lâu rồi như thế nào chứ? Chán quá đi, chắc mình phải ra ngoài thôi. Nhưng như thế thì phải đi dậy. Chà, cũng đơn giản thôi. Yuhuu, bên cô Ava. Tôi cần dậy. Có khó khăn gì đâu. Tôi đã chọn đuôi sáng bóng nhất. Không. Ồ, được thôi ạ. Đỏ rực lửa nhé. Không. Xăng đan. Còn giày thể thao thì sao? Không mà. Chọn giày đúng là khó như lên trời. Ít ra thì mình đã diễn xong phần trên. Được rồi cô Eva, đây là đôi cuối cùng của cô. Ơ kìa, trời có mưa đâu. Làm ơn đừng đuổi việc tôi. Thôi anh đi ra ngoài ngay đi. Phải nghĩ cách mới được. Mình có tự làm giày được không ta? Ôi trời, mình đi mất thôi. Cô ấy đi đôi này không? Còn đúng đôi này thôi. À mà, sỏi giải chậu cây cũng được đó. Có cách rồi. Dùng bút 3D phun vào các chỗ trống. Tiếp tục cho đến khi bạn tạo được hình dạng mong muốn. Xong một bên đế rồi. Giờ thì lấy một cái bát giấy như thế này và cắt đôi. Dùng bút để đè lên đó. Các thanh này sẽ cố định. Cứ tiếp tục nhé. Và khi đã thấy đủ, hãy kéo phần giấy ra. Dùng ri băng để buộc các thanh lại nè. Buộc thành một hình nơi xinh xắn nhé. Cưng quá, cô ấy sẽ mê cho mà xem. Ồ, Eva. Tôi tìm được đôi dép hoàn hảo cho cô đây, thích không? Anh nghiêm túc đấy hả? Cực kỳ nghiêm túc luôn. Thật sao? Ôi trời, làm ơn hãy thích chung đi. Mình không thể mất việc vì chuyện này. Anh chắc chứ? Cuộc đời mình phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Thư giãn đi, tôi sẽ mang chúng mà. Ôi. Chính ra cũng đã yêu vết đấy. Mong là vừa chân tôi. Xinh, mà lại có 102 chứ. Phải khoe lên Instagram mới được. Đống này vẫn đây à? Muốn tôi dọn hết sao? Vậy là dọn dẹp xong rồi. Chị Grace, xem em có gì này. Em cứ mong là mình có thể cùng ngắm sao. Đi nào, sẽ vui lắm. Ý tưởng hay đấy, chị thích thiên văn học. Đi thôi. Nóng lòng quá. Biết đâu mình sẽ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chắc là mình sẽ chẳng thấy cái mô tê gì. Chả, ngoài những đám mây xám xịt. Em có xem dự báo thời tiết không vậy? Bực mình quá đi mất. Chị chẳng bao giờ có gì hay ho. Mày ngớ ngẩn. Em xin lỗi Grace. Thôi vào trong nhà đi. Chờ em nữa. Giờ chúng mình phải làm gì đây? Em cạn ý tưởng rồi. Chắc là lại một đêm nhàm chán nữa thôi. Khoan đã. Nhìn dây đèn kìa. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Đầu tiên mình cần một cục đất nặng nhỏ hình tròn. Mình sẽ cán mỏng nó ra, y như nướng bánh vậy. Giờ mình sẽ cần khuôn cắt bánh quy ngôi sao và cắt bột hình ngôi sao. Bóc đất nặn thừa đi thôi. Làm thế này dễ hơn nhiều này. Sau đó mình nhẹ nhàng nhấc khuôn cắt bánh quy lên. Tiếp theo mình cần một chiếc ống hút. Mình sẽ dùng nó đục lỗ trên đất nặn. Mình sẽ đục một lỗ nữa. Đúng như thứ mình muốn rồi. Mình sẽ luồn đèn qua các lỗ, làm tương tự với nhiều sao hơn, cho đến khi mình có một dây đèn. Chị thấy thế nào? Đỉnh, đẹp lắm luôn. Em sẽ treo phía trên lò sưởi. Dễ thương quá đi. Nhanh, mau tắt đèn đi. Cảm giác giống như ở dưới bầu trời sao. Và chẳng có đám mây nào che khuất. Lung linh quá kìa. Không tin được em khéo tay vậy.
và một cốc cacao nóng quá hợp tâm trạng luôn. Lạnh dã man. Mình lại ngủ quên trên sofa à? Tông rối khiếp. Lấy lược trải vậy. Lẫn với một đống đồ linh tinh. Kinh quá, toàn mạng nhện phủ lên rồi. Dùng tạm vậy, méo mó còn hơn không. Lược này không còn trải tốt như ngày xưa nữa. Sao mà rối cục to thế này? Âu, to tướng luôn. Thật điên rồ. Rối quá. Cố lên. Tao lúc nãy còn ở trên đầu tôi mà. Cái lược dởm này làm đứt lên tóc của mình. Thôi kệ đi. Dùng móng tay có khi còn ổn hơn. Hoặc không. Có gì khác dùng được không ta? Kê vét bột thì sao nhỉ? Tất nhiên rồi. Dùng bút 3D để tạo lông. Cũng hơi lơ một xíu, nhưng kết quả cũng bã công. Bạn có thể làm lông dài hay ngắn tùy ý nhé. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn làm hết trên cây. Tỉa bớt đi nào. Cắt một nửa là ổn lắm đó. Xong, vậy là bạn có bàn chải lược cực xịn rồi. Tóc rối chẳng còn là vấn đề nữa. Tóc mình sẽ bóng mờ cho mà xem. Mà chẳng hề tốn chút công sức. Chẳng phải tóc mình trông tuyệt lắm sao? Sáng tạo thật tuyệt. Nhưng cũng mệt ghê. Ôi trời, mong là bài kiểm tra không quá khó. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn đầu to kia. Tụi mình sẽ quẩy manh lớp. Có tiệc à? Bữa tiệc lớn nhất. Tuyệt của mèo. Tiệc đỉnh nhất quả đất. Cả váy đẹp mặc rồi. Đi quẩy thôi. Nhưng bộ móng này, thế này thì đi đâu được? Làm móng thì quá đắt đỏ. Mình có thể trốn trong này bao lâu chứ? Muốn in 3D nè. Muốn có móng xinh sao? Trước tiên đặt giấy sáp xuống bàn đã. Xác định khuôn móng rồi thì vẽ viền ngoài của móng là xong. Bỏ giấy sang một bên. Và vẽ nốt hình móng tay. Sau đó tô bằng bút 3D, màu đỏ cực sáng ra. Trông đẹp phết rồi đó. Dùng một thanh như thế này để uốn cong cho khít móng thật của bạn. Và lột giấy ra khỏi móng. Và móng vừa như in luôn. Ta-da! Tuyệt vời ông mặt trời. Bút này tiện thật đấy. Ai cần đi làm móng đắt tiền khi bạn có thể tự làm chứ? Chà, móng cậu đẹp tuyệt đó. Cảm ơn cậu. Làm mình tự tin hơn biết bao nhiêu. Sắp xong rồi. Chào cả nhà. Cho con mượn nha bà. Các bạn muốn cắt dưa leo siêu nhanh không? Chỉ cần đẩy nó qua lưới của vợt tennis thôi. Đơn giản như đang giỡn nhở. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình tưởng có dưa leo đây cơ mà. Mandy, giải thích đi cháu. Đưa đây cho bà. Sao lại phá đồ ăn như vậy hả cháu? Wow, nhiều like quá trời luôn. Wow. Sao chúng ta lại ở đây vậy? Mong là cả hai đã sẵn sàng trổ tài. Cùng quay để xem cả hai sẽ nấu món gì nhé. Chào gái, tớ muốn chơi lắm rồi ý. Chắc là thế. Ew, ok, sẵn sàng rồi nà. Bà cháu tôi đã sẵn sàng làm thử thách. Và cháu có thử thách rồi đây. Khoan, gì vậy? Không biết quay chúng ô nào nhỉ? Mong là cả hai đều hảo ngọt. Chúng ta phải làm bánh kem nhỉ? Biết rồi, mình chỉ cần đi lấy vài thứ thôi. Mandy ơi, quay lại đây nào cô bé. Cháu ghé đây một tí thôi. Cậu ấy nè, cảm ơn. Ôi không, thích thì bắt tớ đi. Phù, suýt thì tiêu đời. Bà đừng la cháu nữa. Cháu chỉ quan tâm đến cái bánh này thôi. Nhìn đỉnh chóp bà ha.
Cái gì vậy? Bà ơi, khủng khiếp quá à. Ai đó đánh thức bà giúp tớ với. Sao sống thiếu bà được ạ? Wow, gì vậy? Cậu muốn gặp lại bà cậu không? Tôi nghe rồi, rõ mồn một. Ngủ đã cả người luôn. Cảm ơn anh bạn nhé. Hello. Đồng hồ đang tính giờ đấy nha. Phải làm việc thôi. Chắc cậu cũng hiểu nhỉ? Cảm ơn. Chào nha. Chúng ta đang nấu ăn nhỉ? Tận dụng cái này được nè. Cảm ơn. Biết rồi, nguyên liệu bí mật của mình. Không ai có thể từ chối Cherry cả. Sao chỉ dùng một quả trong khi có 7 quả ở đây chứ? Này, ok, xong rồi nè. Nhìn quá là ngon luôn. Tuyệt, bánh của cháu thắng rồi. Ăn luôn mấy bé cherry đỏ mọng này nào. Miệng bà. Ok, sẵn sàng cho món ngọt tiếp theo chưa nào? Đơn giản thôi nha. Hình như chúng ta sẽ làm bánh quy. Chuẩn luôn. Wow, bà biết phải bắt đầu thế nào rồi. Bà ổn không ạ? Lại đây, bà cần cháu giúp. Nào. Cảm ơn cháu yêu. Chẳng gì bằng một cú bẻ lưng để bắt đầu cả. Bà đang làm rất là nhiệt đó cháu yêu. Có vẻ bà đã xong rồi đây. Cháu nhìn đi. Ôi trời. Này, có phải chim không bà? Chim hả? Ôi, chiếc này có chữ ăn đi. Yay. Chờ chút đã nào. Mọi thứ đang to ra hay mình đang nhỏ lại vậy? Mandy. Đừng lo nha, bà sẽ giúp cháu yêu. Không. Ha. Ok, nên dùng cái này không? Đũa phép của mình. Alakazam. Cháu đang lớn lên đó. To lại rồi. Cảm ơn bà. Bà cứu cháu đó bà. Giờ cháu phải nướng bánh đây. Ở đây ấm ghê. Có tiến triển rồi này. Nhìn ok con dê đấy chứ. Ok, cháu làm bánh quy hình trái tim siêu xinh luôn. Tặng cho người hùng của cháu ạ. Cháu tặng bà yêu nè. Cảm ơn cháu. Ngọt quá. Bà ơi, nhìn kìa. Đáng lẽ mình phải cảnh báo cậu ấy. Nhỏ xíu luôn. Đừng lo bé à, để bà giúp. Đấy, xin chào hai bà cháu. À phải, tới luôn đi. May mà cả hai vẫn tập trung. Quay nào. Không biết lần này sẽ là gì nhỉ? Chính là bánh kép thưa cả nhà. Món ăn sáng mình thích nhất đấy. May mà mình có mang chảo chống dính. Giờ đến cái lò nè. Biết rồi. Nhìn mình đáng yêu ghê. Khoan, được luôn này. Cậu có mặt rồi. Thật tuyệt khi gặp được cậu. Giờ đứng im đấy nha. Tuyệt, cậu đẹp trai quá. Ok, tìm được góc đẹp rồi. Giờ bắt tay vào làm thôi bà con. Tại sao lại làm bánh kép bình thường? Trong khi mình có thể tạo ra bánh kép có hình nhân vật yêu thích nhở? Dùng thêm màu nào. Cậu ấy bắt đầu thành hình rồi. Thấy không nào? Nhưng màu xanh sẽ khiến mọi thứ càng tuyệt vời hơn. Hiểu ý tớ chứ? Mình có năng khiếu hội họa quá đi. Khỏi tạo dáng nữa bạn mình ơi. Ok, nhìn ổn đấy nha. Có quái vật trong phòng bếp kìa. Úi, đau quá, té khỏi đây thôi. Đi đâu vậy ta? Úi, mình giỏi thật đấy. Chào nhá, cảm ơn vì giúp tớ. Chà, sắp xong rồi này. Trông tuyệt thật luôn đấy nha.
Mình không muốn ăn cậu ấy tí nào. Đặt lên đĩa trông cũng cù tè lắm. Bà chưa thấy cái bánh kép nào thế này cả. Chờ chút, có lẽ bà cũng làm được một cái á. Các cháu có biết đây là gì không? Bà nấu xong rồi, nhưng chưa hoàn thành đâu nha. Kem đánh đến này các cháu ơi. Wow, nó làm mình đói meo luôn. Xong chưa ạ? Các cháu thấy sao nào? Món này nhìn hơi bị ngon luôn. Oh, bá cháy ạ. Bravo. Há ra nào bé yêu. Cảm ơn vì chiến thắng này. Ok, uống trà thôi. Cẩn thận đó, nóng lắm. Ok, đợi đủ rồi. Quẩy mũi tên nào. Và tụi mình có gì thế nhỉ? Lạ quá. Mọi thứ bắt đầu thú vị hơn rồi. Eo ơi, sao lại có cái này ở đây? Chắc mình sẽ ói mất thôi. Chúc may mắn. Mình sẽ cần nó. Mandy. Cụng nè. Cháu không tập trung tí nào cả. Biết rồi. Bánh mì mới nướng thơm quá trời luôn. Nhưng nó sẽ không giống bánh mì nữa đâu. Thắt dây an toàn nào các cháu. Để xem bà còn nhớ cách làm không. Tua nhanh nè. Nhìn như thật luôn nhỉ. Và tin hay không thì tùy. Nhưng món này ăn được đó. Ngay cả những cái chân đáng sợ. Đúng là tuyệt tác. Tuyệt. Thế còn cậu thì sao hả Mandy? Dậy đi cháu. Cháu ngủ quên rồi. Tụi tớ đang đợi nè. Chắc phải làm được gì chứ. Giờ sao? Lấy một con của bà đi. Cháu cảm ơn. Hả? Còn bọn đó ngon ơi là ngon luôn. Cháu cho mọi người thử đó ạ. Mình phải làm gì con bé đây? Chúng ta đã rõ ai là người thắng cuộc rồi nhỉ? Tuyệt! Cảm giác chiến thắng thật tuyệt. Ăn thêm bọ không nào? Tớ hả? Mang ra đây luôn đi. Của cậu hết đó. Woohoo! Tuyệt quá à! Mấy con này ngoe nguẩy ghê thật. Vòng tiếp theo tới đây các nàng ơi! Cả hai sẽ hoàn thành xuất sắc đây. Mọi người có biết thử thách là gì không? Ta-da! Kem hả? Đúng món mình thích rồi. Nhưng mình chưa làm món này bao giờ. Để xem đồng tiền này giúp được gì nào. Chẳng biết nữa, nhưng cứ thử xem sao. Để coi. Này, được một cây kem luôn. Wow, xem này bố. Không, đợi tí, chưa xong đâu. Vậy hả? Tớ không nghĩ thế. Thật ra thì tớ có ý tưởng triệu đô á. Thử trò này nha. Ok, giờ làm đông. Nhìn có cưng không này? Yum. Không, phải đợi xíu đã. Mình sẽ bán ở mấy trận bóng lớn. Có ai muốn ăn kem chân cún không nào? Tuyệt, bán chạy quá trời luôn. Giàu to rồi. Mình chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này. Trong này có bao nhiêu thế nhỉ? Không biết bà có đồng lẻ nào không? Cúc áo hả? Vậy thì sao mà mua? Ai chả, chán thật luôn ấy. Ồ, bà mình không có nhiều tiền. Còn mình thì có đầy luôn. Cho bà sao? Ồ, cháu ngoan quá. Của anh đây. Sao bà không mua được gì? Thật ra thì... Đừng quan tâm, nhiều len quá này. Đúng là ước mơ của bà. Bà biết phải làm sao rồi. Nhìn vui thật đấy. Một kem len nữa. Lên đây các cháu. Nhìn ngon chảy nước miếng luôn nhỉ. Wow, trông tuyệt quá bà ơi. Ủa, bà mình đâu rồi? Đợi bà chút nha Mandy. Bà đang bận tí ấy mà. Dạ vâng ạ. Bạn muốn tham gia một thử thách làm đồ tráng miệng sao? Liệu bạn có cơ hội đấu lại bà mình không? Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé!
chị đã sắp xong chưa ạ? Ừ, nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt! Khoan! Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi che đi sao? Thôi tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à? Ồ, hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con nấy mà. Được rồi, tụi mình bắt đầu bằng cách cho hết cọng mút vào khuôn thế này nhé. Đến lúc thêm keo resin rồi nè. Tụi mình cần đảm bảo rằng keo được đổ đều quanh khuôn á. Vậy là đủ rồi, giờ thêm M&M nào bà con ơi. Nhìn xinh xắn và sặc sỡ ghê. Rắc quanh khuôn luôn nhé. Và đến lúc đợi nó đông lại rồi. Ta-da, một cái khuôn kẹo ngọt siêu ngon lành nè. Cậu nghĩ thế có được không Kỳ Lân ơi? Chà, mèo bánh kem, tớ nghĩ là rất tuyệt luôn đó. Tuyệt, thế thì mình ăn mừng bằng vài chiếc thơm Kỳ Lân nhá. Woo, tụi mình mở tiệc Kỳ Lân và mèo bánh kem thôi. Gì vậy? Anh ấy cho tụi mình xem gì kìa? Là ốp điện thoại độc nhất, hàng giới hạn có chủ đề Kỳ Lân đó nha. Là trời. Mua ngay nào, chúng tôi chỉ có một vài sản phẩm với mức giá cực hấp dẫn là 200 đô, gọi thôi. À, mình thích cái đó, mình muốn mua ngay, mẹ ơi. Sao thế con, cái gì vậy, có chuyện gì, con đau ở đâu? Nào, thôi dùm, sao vậy con, mẹ xem tivi kìa, con thích cái đó. Hả, con đùa mẹ à, ốp gì mà 200 đô lận. Mẹ thấy chưa, xịn sò quá trời, con thích lắm, xin mẹ đó. Được rồi, con yêu, để xem mẹ còn bao nhiêu. Ý, mình muốn có ốp lưng Kỳ Lân quá. Mẹ mình giàu lắm, mẹ sẽ mua cho mình tận 2 cái cho xem. Không, 3 cái luôn. Hả, ôi trời con yêu, con làm mẹ hết hồn. Đây rồi này, hình như mẹ sắp hết tiền mất rồi. Mình không mua cái ốp ấy cho con bé được, đắt quá đi. Hả, cái gì đằng kia thế nhở? Chắc được đó. Chào, cháu mua 2 cái. Kia mẹ. Đợi đây chút nhé bé con, mẹ có kế hoạch rồi. Ok, mình có khuôn Kỳ Lân và chút keo resin ở đây. Phải rót đủ resin vào đây cái khuôn luôn nhé. Thế là xong, giờ mình chỉ cần để keo khô lại thôi. Lấy nó khỏi khuôn để xem nó thế nào nhé. Xinh thật đấy, giờ mình sẽ dán nó lên ốp với mấy hình còn lại. Hoàn hảo, con bé sẽ thích cái này lắm cho xem. Chị nào ơi, xem mẹ có gì cho con này, bất ngờ chưa? Wow, ốp điện thoại Kỳ Lân nè. Nhìn còn tuyệt hơn cái trên tivi nữa. Con thích lắm ạ, cái ốp này rất là cưng luôn. Hủ, khoan đã, trên tivi có gì vậy? Ốp điện thoại đã lỗi thời rồi. Giờ chúng tôi có tai nghe cực cute, nghe nhạc khi nhảy nhót cùng mấy cái tai nghe dễ thương nè. Wow, y như mèo bánh kem luôn. Ok là, sao tự nhiên thèm bánh kem thế không biết. Mùi thơm phết nhở. Chị thêm chút màu mè vào nhá. Nhìn cute hột mè quá. Kìa, chị làm cái gì vậy hả? Sao lại xịt tương cà vào bánh kem? Giờ nó văng lung tung luôn rồi kìa. Tại chị hết đấy đổ hậu đậu. Giờ tụi mình đều dính tương rồi. Chị sẽ bò xỉ em cả đời luôn. Ủa? Này, dừng lại ngay cho tôi. Sao nhà bếp lại thành ra thế này? Là em đấy mẹ, không phải con. Mẹ biết cách để khiến hai đứa ngừng cãi nhau rồi. Chính là thử thách vẽ bánh kem. Chiến ngay thôi. Sẵn sàng chưa? Nhìn có quen không nào? Kevin ạ, anh ấy đẹp như tranh ấy. Chào nàng, anh tặng em hoa này. À,
Tình yêu niên thiếu, ôi ước mơ của Mỹ. Mình có thể vẽ nụ cười của anh ấy dù đang ngủ luôn cơ. Nhưng có lẽ vẽ bánh kép được không mới là chuyện. Điều đó còn dựa vào người họa sĩ nhở. Ồ, trái tim này. Dùng màu khác nào bà con. Cuộc thi này bắt đầu hay ho rồi đấy. Hai trái tim này chứa đầy tình yêu đấy nha. Nhưng cái bánh nào trông ngon hơn nhở? Sắp xong rồi đây. Chị đã dùng tình yêu để làm cái bánh này đấy. Muốn xem kết quả quá đi. Lật bánh thôi nào. Và lật này. Cứng thế. Cả hai cái bánh trông đều tuyệt đó nha. Đây mới gọi là làm bánh có tầm chứ. Nhưng mẹ chỉ được chọn một thôi. Hay lần này cả hai bé con cùng thắng nhá. Kevin đúng là đẹp trai xuất sắc nhở. Này Ava, hôm nay cậu lộng lẫy quá. Là thật sao? Không. Là David sao? Đừng, tóc mình, đáng lẽ nó phải trông quyến rũ chứ. Tóc dài phiền quá. Ổn hơn rồi. Cậu ấy chẳng thèm để ý đến mình. Cứ đắm đuối nhìn Ava kìa. Thật sao? Thử lại coi sao. Ổn cả mà. Hả? Đồ của mình rơi hết qua lỗ này rồi. Ngày hôm nay may mắn quá cơ. David ơi. Khuyên tai của Annie đẹp quá nè. Nè. Tớ á. Xin lỗi. Cậu đi đâu vậy? Cậu thực sự thích chúng sao? Khuyên tai độc lạ đó. Cứ nhắn tin cho tớ trên Insta nhé. Em ấy tưởng mình hay lắm sao? Nhưng khuyên tai của cậu ấy xinh thật. Tớ thích khuyên tai của cậu. Để tớ làm cho cậu nữa nha. Tôi viền hình lá với bút 3D nè. Tớ màu luôn nha. Trông giống cái lá thật nhỉ? Khi đã khô, đính nó vào một sợi dây xích. Rồi thêm một cái lá dưới này. Phối chung tùy thích nhé. Đẹp nè. Annie, cảm ơn. Trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Được rồi, xem nào. Mình sẽ lên tầng 3. Ấn nút này. Trời, thang máy này có vẻ chậm ghê. Ý, cậu đó trông bẩn thỉu và nghèo nàn. Ồ, đợi đã chị ơi, giữ thang máy giúp tôi. Nhanh nào. Úi, xin lỗi. Ôi không không không, tôi không muốn thấy thái độ kiểu đó đâu. Ồ, cảm ơn cô nhiều, cô thực sự đã cứu tôi. Áo, cậu ta lại còn dẫm lên chân mình. Sao cô lại phải thô lỗ thế hả? Chả, sao cô lại phải nghèo nàn thế? Được rồi, có vẻ như mình sẽ phải giải quyết vấn đề này. Wow, cái quái gì vậy? Mới ở trong thang máy mà ta. Chào mừng đến với thử thách hội họa. Ôi, ngài Perkins. Ngài có vẻ đẹp hoàn mỹ. Ồ, cô ấy ngồi vuốt ve con mèo trông thật dễ thương. Ồ, cậu đến rồi. Tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu. Giờ ta có thể bắt đầu. Nói về mèo con, đây là thử thách vẽ đầu tiên của các cậu. Thử thách gì mà dễ ợt. Mình định là sẽ... Mà chờ một chút, sao dây ngắn quá vậy? Thôi nào, cái dây ngớ ngẩn này, thế này sao mà vẽ được? Mình không nên chần chừ thêm nữa. Bắt tay vào việc nào. Mình sẽ vẽ bằng bột bánh kép đã chuẩn bị sẵn. Ai biết bột bánh kép có thể trở thành dụng cụ vẽ tuyệt vời. Giờ mình sẽ chuyển sang màu đen huyền bí. Chuẩn rồi, bột có thể mang các màu sắc khác nhau. Màu tiếp theo, xanh lá. Hello Kitty chắc chắn không thể thiếu màu hồng rồi. Và một chút màu vàng ở giữa làm nhụy hoa này. Ồ, dễ thương quá. Giờ thì đợi nấu chín là được rồi. Mình để thìa vét bột ở đâu nhỉ? Ồ đúng rồi, đã đến lúc lật bánh kép hoạt hình nè. Được rồi này, Hello Kitty đã được nấu chín cả hai mặt. Vậy là xong rồi, cậu thấy thế nào? Ôi trời ơi, đẹp xuất sắc luôn đấy. Đủ rồi.
Vâng thưa cô, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cô ạ? Jeeves, xem dây ngắn cũn đây này, sửa ngay lập tức đi. Tất nhiên. Xem nào, có vẻ mình có thể đi theo hướng này. Ôi ơn giời, có người tới gỡ dây ra cho mình. Ủa, đùa tui hay gì vậy trời, sợi dây này dài đến mức nào chứ? Jeeves làm gì mà lâu vậy nhỉ, ít nhất mình có thể bắt đầu sáng tác rồi. Ai cần bột bánh kép dở hơi khi bạn có thể dùng bút 3D chứ? Ok, bắt đầu nào. Vậy là vẽ phần viền xong rồi. Chỉ cần vẽ thêm bông hoa và đổi sang màu khác để tô vào bên trong. Mình sẽ tô qua lại bằng màu trắng này để tạo lớp lông. Ok, giờ đến màu hồng. Xinh quá đi mất, bông hoa tiếp theo có màu đỏ. Đây sẽ là chi tiết mình yêu thích. Không thể quên cái mũi màu vàng. Và rồi mình sẽ tô viền màu đen. Ta-da, tớ cũng hoàn thành tranh Hello Kitty rồi. Cậu thấy thế nào? Wow. Cũng không tệ lắm. Nhưng của tớ mới là đẹp và xịn nhất. Còn lâu, chọn của tớ đi. Được rồi, dừng lại. Tớ chọn Liam làm người chiến thắng. Yeah, lêu lêu Betty. Có chán không? Vậy thì đã đến lúc thực hiện thử thách tiếp theo. Các nhân vật trong Poppy Playtime. Mình sẽ vẽ được, vì mình đã có bột bánh kép nhiều màu sắc. Được rồi, quay lại với nghệ thuật bột bánh. Viền màu vàng đã hoàn thiện, nên tiếp theo mình sẽ dùng màu đỏ. Dù bạn đã có hình dạng, bạn vẫn cần tạo đường viền cho nó. Vì đó là cách bạn tô màu vào trong, giống như tớ đang làm. Nếu không, bột bánh sẽ dày tùm lum. Và chúng ta không muốn thế, vì như thế chẳng có tranh đâu. Chỉ là một vũng bột bánh lớn nhiều màu. Tiếp theo, vẽ đôi mắt nào. Mình sẽ bắt đầu với các chấm đen nhỏ. Và rồi, mình sẽ cần các chấm xanh ở trên và dưới nữa. Trông xinh giờ này, giờ thì đợi cho bánh chín thôi. Một chiếc bánh kép đầy màu sắc. Ok, chín rồi, lật bánh thật nhanh nào. Lật một cái và thế là xong. Được rồi này, chiếc bánh đã chín và tuyệt đẹp. Ôi chà, tớ thích thành quả của cậu và Betty. Không muốn bỏ cho anh bồi đâu. Cái quái, này, dậy đi. Hả? Tôi tỉnh mà. Này, cậu ấy đã làm bánh xong từ lúc nào chứ? Đi Jeeves. Xùi, mình phải làm tốt hơn Liam. Được rồi, bút 3D, chúng ta tiếp tục nào, hãy tạo kiệt tác. Như thường lệ, mình sẽ bắt đầu bằng viền đen. Ok, có đôi mắt rồi, tô màu vào trong thôi. Giờ chúng ta có thể thêm màu sắc và tô màu vào phần còn lại. Giờ thì đổi sang màu tím, rồi đến hồng. Và chút đỏ, sau đó là chút màu trắng ở trên. Và PJ Parker Pillar đã hoàn thiện, dễ thương xỉu. Và đây là phần thi của tớ trong thử thách, hiển nhiên là nhất rồi. Thôi kệ đi, cũng chẳng tuyệt đến thế. Bắt đầu Bunny mới đỉnh. Tớ chọn Liam. Đúng vậy, Betty, tớ lại phải thắng mới buồn chứ. Thử thách tiếp theo, tớ muốn thấy các cậu vẽ cá mập. Vẽ cá mập chắc là dễ ở thôi. Cá mập hồng hay xanh dương nhỉ? Mình chán thấy Liam thắng rồi. Jeeves, dụng cụ vẽ. Không, chẳng thích dùng cái bút chì to dở này tí nào. Bút 3D phủ đầy đá quý. Betty hoàn toàn bị mất tập trung bởi đá quý lấp lánh. Cậu ấy còn chẳng thấy T-Rex đang rình rập phía sau. Ôi, mình yêu đá quý dã man. Hả? Cái gì? Khủng long tấn công. Lừa được cậu rồi nhá, Betty. Làm tốt lắm, T-Rex. Chẳng vui tí nào đâu nhé. Đồ xấu xa. Mà chờ một chút. Thực ra mình lại được truyền cảm hứng. Chỉ cần lén lút một chút bằng những ngón tay nhanh nhẹn này. Phóc, mình sẽ lấy màu xanh dương. Và mình sẽ trả thù trò đùa ngớ ngẩn của cậu ấy. Úi. Này, Betty, trả lại cho tớ màu xanh. Của cậu à? Tớ xin lỗi, cậu cầm đi. Sao cũng được. Chỉ cần bóp. Chuyện quái gì thế này? Trò biết tay Liam, trò chừa cái tội chơi khăm tớ. Giờ tớ phải bắt đầu vẽ thôi. Thật may mắn tớ vẫn có màu xanh của mình, vì màu này hợp với cá mập. Lần này tớ vẫn vẽ đường viền, nhưng sẽ thử một phương pháp khác, có lẽ sẽ giúp tớ thắng. Được rồi, khung của chú cá mập đã hoàn thiện. Nhưng cậu ấy cần mũi nữa, không thì ngửi bằng gì. Và mắt này, cậu ấy muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ. Và thế là xong rồi, và chú cá mập trông thật dễ thương. Được rồi, tớ sẵn sàng khoe cá mập rồi đây. Ôi trời, nhanh thế. Chà, tớ rất nóng lòng muốn xem. Cái quái gì, Betty đã vẽ cá mập xong rồi cơ á. Mình phải bắt đầu thôi. Ôi nhưng không có màu xanh.
chắc mình sẽ làm cá mập màu hồng, cá mập mẹ hiền lành. Nhưng cũng được mà, cá mập mẹ vẫn có răng to. Mẹ vẫn rất đáng gớm và dễ thương. Điểm đặc biệt duy nhất là màu sắc. Ok, vậy là xong phần viền của cá mập rồi, mình cần màu trắng. Mình sẽ tô vào toàn bộ không gian mình để lại cho màu này. Mình cũng để lại không gian cho nơ và mặt. Vậy là xong, đợi nấu chín nữa thôi nè. Thơm quá đi mất. Được rồi, có lẽ cá mập mẹ muốn ra khỏi chảo rồi. Ta-da, cá mập mẹ dễ thương hân hạnh gặp cả nhà. Mặc kệ cậu, dù sao cậu cũng ăn cắp thiết kế của tớ. Lần này chọn tớ đi, tớ làm xong trước mà. Ôi trời, vòng này khó chọn thật đấy. Chúng ta có cá mập hồng và cá mập xanh. Được rồi, lần này tớ chọn... cậu, Betty. Yay, cuối cùng tớ cũng thắng. Ồ, mình yêu bó hoa nhỏ này quá. Hoa thật đẹp. Làm gì vậy nhở? Ồ phải, con thử thách. Tớ muốn các cậu vẽ một bông hoa xinh xắn như thế này. Không thành vấn đề, vẽ một bông hoa thì cũng dễ thôi. Chỉ cần lấy ra các màu phù hợp cho bông hoa. Mình sẽ bắt đầu bằng màu vàng vì đó là nhụy hoa. Một vòng tròn lớn và phun đầy bên trong. Hả? Có gì sai sai? Ôi không, chảo của mình chẳng nóng tẹo nào. Làm sao nấu chín được chanh nếu không có nhiệt bây giờ? Lêu lêu cậu xui xẻo ghê. Có lẽ nghệ thuật bánh kép không phải tuyệt nhất. Và đây là lý do tại sao tớ sẽ chỉ dùng bút 3D thôi. Nhưng mà Liam có ý tưởng hay khi bắt đầu vẽ ở giữa. Chỉ cần tô kín tâm vàng này trước khi vẽ cánh hoa. Mình sẽ bắt đầu dùng màu tím tươi tắn này cho cánh hoa. Sau khi vẽ xong viền, mình sẽ cẩn thận tô màu bên trong. Nhưng chúng ta có thể làm hoa cầu vồng mà. Đỏ, trắng, xanh lá, hồng, xanh dương, mỗi cánh hoa một màu. Ôi, trời ơi, bông hoa trông mới dễ thương làm sao. Nhưng mình còn có thể làm cho nó dễ thương hơn, với khuôn mặt. Xong rồi này, vậy là có bông hoa cưới. Và mình thấy cưng quá, tớ đã vẽ xong rồi này. Ái chả, lần này cũng nhanh. Sao cái chảo ngớ ngẩn này không hoạt động? Ôi Liam, có vẻ cậu cần trợ giúp đấy. Để tớ lo, tớ sẽ vươn tay ra đằng này một chút và cắm phích chảo cho cậu. Vì bếp điện thì phải có điện mới tạo nhiệt được. Hoạt động rồi, cảm ơn cậu nhiều. Không có chi, nhưng vẽ đi nào, cậu sắp hết thời gian rồi đấy. Ồ phải, được thôi. Để tớ vẽ lại và bắt đầu ở cánh hoa. Tuyệt, đã có đường viền tô vào trong này. Tớ sẽ phải vẽ nhanh nhất có thể để hoàn thiện đúng giờ. Được rồi, tớ sẽ vẽ cánh hoa màu cam. Betty đã đúng về chuyện bông hoa cầu vồng. Vậy tớ cũng phải làm hoa tương tự nếu muốn cạnh tranh với cậu ấy. May mà tớ có rất nhiều màu bột bánh kép. Và tớ cần hoàn thiện phần nhụy hoa nè. Một chiếc miệng cười nhỏ và rồi tô màu vàng vào. Ok, không thể quên hai đôi mắt, hai chấm nhẹ là xong luôn. Và giờ đợi nó chín và nguội bớt. Tớ thích nhìn bọt khí nổi lên. Tốt, chín rồi. Tớ sẽ nâng lên và lật bông hoa thật nhanh. Được rồi, bông hoa của tớ cũng xong rồi. Và chờ đánh giá. Ừ, cũng xinh nhưng không bằng của tớ. Thôi nào, nói chúng tớ nghe ai chiến thắng vòng này đi. Ồ, cả hai đều rất đẹp. Nhưng Betty là người thắng cuộc. Ý, biết ngay mà, hoa của tớ đẹp nhất. Mong là hai đứa đã đói. Mâm mâm, bánh kếp. Ê, tớ thấy trước mà. Thả ra, còn lâu. Của tớ. Wow. Bánh kếp biết bay. Tại cậu đấy. Đâu có, chết này. Thôi bỏ đi. Hai cái đứa này. Dừng lại. Đây là đâu? Ôi, cháu chào bà. Xin chào, hãy thực hiện thử thách bánh kép. Chúng mình được ăn nhỉ? Sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên. Bà muốn bánh có nhiều màu sắc. Nghĩ xem nào. Có thể nếu... Thôi, khoan, đúng rồi. Điều đó quá rõ ràng. Việc này sẽ dễ thôi. Mình sẽ vẽ một hình tam giác nhỏ. Sau đó thì phun màu. Bây giờ thì chuyển màu khác. Phun thành nhiều tầng này. Mỗi tầng sẽ là một màu khác nhau. Phải nhanh tay mới được. Bột kép đang được nấu. Mình không muốn bánh bị cháy. Quá trời màu sắc tươi sáng. Sau đó sẽ vẽ đến ốc quế bánh tổ ong. Rồi mình sẽ vẽ ra đường chéo. Vẽ thành hình lưới thế này này. Sau khi hoàn tất thì tô màu vào. Rồi đợi cho bánh chín. Wow, đẹp quá đi. Làm sao mình đánh bại cậu ấy đây? Đúng rồi, mình sẽ làm cầu vồng. Cầu may nào. Bắt đầu với một mái vòm. Mình sẽ vẽ các đám mây ở hai bên. Bây giờ thì vẽ thêm vòm. Sau đó mình có thể tô màu. Chỉ cần phun màu vào bên trong hình vòm, cầu vồng sẽ rất đẹp. Và chỉ cần đợi vài phút,
mình xứng đáng được ăn kem. Ngon hết sảy. Hả? Có gì đó không đúng? Ê, u là trời. Một món ăn nhẹ mới, phải thử ngay mới được. Giống như có một bữa tiệc trong miệng. Này, cậu đang làm gì thế? Mình cần thêm một màu nữa. Sau đó mình sẽ tô màu các đám mây, giống như cục bông vậy. Đẹp thế này mà ăn thì tiếc. Khoan, David, cháu xong rồi thưa bà. Mong là bà thích nó. Oh wow, đẹp lắm cháu yêu à. Bánh kép của cháu đâu? Cháu không kiềm chế được, nhưng cháu không hối hận. Ok, vậy thì Emmy chiến thắng. Oh yeah. Chuẩn bị, bắt đầu. Tớ thắng, chú ý nào. Đã đến lúc mở hộp bí ẩn. Có gì bên trong, ai biết được. Là một cây nấm. Dành cho cháu đấy. Wow, cháu cảm thấy thật đặc biệt. Và dành cho David. Cậu bé nhỏ này. Goomba, ok. Cháu thích nhân vật này. Vào việc thôi. Đầu tiên mình sẽ vẽ hai hình tròn, sau đó là một nụ cười tươi vui. Tiếp theo là vẽ viền bên ngoài, sau đó mình sẽ vẽ phần đầu của nấm, giống như một vòng tròn lớn. Rồi bổ sung các chi tiết, bây giờ mình sẽ tô màu. Mình sẽ dùng bột bánh màu trắng để vẽ các đốm. Vậy là có đủ hết rồi, sẵn sàng rồi. Hả? Chai của mình đâu mất rồi? Này, của tớ mà. Hả? Không đời nào. Tớ sẽ theo dõi cậu. Mọi người còn chi mừng. Tiếp tục thôi nào. Mình sẽ cần một bánh màu đỏ. Màu này rất hợp với phần đầu của cây nấm. Vậy là xong rồi. Wow, đẹp quá đi mất. Thì cũng tạm thôi. Vẽ đôi mắt trước này. Sau đó vẽ hai hình tam giác làm răng nanh. Khuôn mặt là một hình tam giác lớn. Và tô màu vào trong. Không có gì phức tạp cả, chỉ cần một màu thôi. Sau đó đợi cho bánh sủi bọt. Được rồi này. Vậy là bánh đã chín. Giờ đến lượt bà ơi. Này, cấm chụp ảnh. Mong là tớ sẽ thắng. Wow, cháu là một họa sĩ Annie. Và David, xuất sắc. Cả hai đều thắng. Thật đã, đập tay nào. Sao? Để tớ ấn nút đi. Mau thả cái tay ra đi. Yeah, ôi không. Chúng mình phải nhấn cái nút này à? Vì trông nó khá là hay ho. Không. Ủa, gì? Không. Hãy bình tĩnh nhé. Wow. Này, hình như tình thế đảo ngược rồi. Nhưng khoan, đã đến lúc bận rộn. Được rồi. Được không ta? Cũng ngon đấy chứ. Cũng ngon, cũng ngon. Cậu ấy bị giật. Có tớ đây. Khoan, đừng làm thế. Cậu đổ ra nhé. Thao tác đổ đã được kích hoạt. Và chúng ta làm đồ chơi Puppet có phải không? Vậy thì phải chia ra các phần cho các màu. Nhanh lên trước khi bánh trở nên quá giòn. Kìa, đến lượt màu thứ hai. Màu xanh lá quá phù hợp luôn. Bạn có đồng ý không? Nhấn. Và này. Được đây. Tớ cũng phải thử mới được. Hãy bắt đầu vẽ viền của một vòng tròn nhé. Sau đó vẽ các đường thẳng bên trong. Cuối cùng, giờ thì đến các hình tròn nhỏ. Tô thôi nào. Tô không chườm ra ngoài khá khó đấy. Chúng ta đang dần dần hoàn thiện đồ chơi rồi. Chỉ cần thêm vài đốm nữa và boom. Trông y hệt như thật phải không? Nhấn. Tuyệt, tớ thích nó. Hai cậu hài lòng chứ? Chà, tụi tôi nghĩ hai cậu đều chiến thắng. À ha, đến lúc rồi. Khoan, ôi không. Trở lại chuồng rồi à? Nhưng bằng cách nào? Wow, xem nhà bếp này nè. Lại đây nào. Ý hay nha. Chuyển luôn đây. Tuyệt thật sự. Giờ để tôi úm bà làm món này nhé. Chuẩn bị, sẵn sàng. Cảm giác tuyệt quá. Tớ nhìn thấy một cái gối trắng chán òm. Chuẩn như Lê Duẩn. Mình còn có thể tô màu cái gì nữa nhở? Cái này thế nào cũng bá cháy luôn này. Ngon lành. Ngay cả dụng cụ lau dọn cũng có thể xinh nữa nha. Và cả Puppet nữa. Tớ đang nghĩ là mũ cầu vồng nè. Ngầu ghê. Wow. Tớ sẽ xử lý ca tiếp theo. Tớ thích tóc cầu vồng lắm luôn á.
Tụi mình có thể hô biến mấy cái bánh này không? Hả? Bị hỏng hả ta? Tớ thử cho. Biến! Vẫn nâu chứ. Chán, hình như sắp hết pin mất rồi. Khoan, tớ có cách rồi này. Chúng mình có thể dùng bút màu của tớ. Tụi mình tô màu bánh kép đi. Trời, sao mà được? Tớ có thứ tụi mình ăn được đây này. Chỉ cần thêm màu thực phẩm và bột thôi. Xem màu đỏ rực rỡ ấy kìa. Giờ cho nó vào vỉ nướng nè. Giờ tớ có cả cầu vồng rồi. Ta-da! Ai cần phép thuật cơ chứ? Cậu nghe thấy gì không? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Cô Tấm làm bữa sáng cho mình đấy à? Đây là thứ đỉnh nhất mình từng thấy á. Thi thoảng mình cũng nên ngủ nướng nhỉ? Với một chút xi măng hoặc nhựa, cùng sức sáng tạo bất tận, bạn có thể tạo ra nhiều thứ. Đâu là món đồ thủ công yêu thích nhất của bạn? Hãy cho chúng tớ biết trong phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như video này nhé. Hình như là Grace. Này, vào nhà đi. Cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu sống ở đây á? Khiếp. Ok, tớ sẽ lờ đi. Suýt thì quên mất, tớ có vòng tay mới này. Tặng cho cậu một chiếc này. Cưng à, nếu không phải vàng thì tớ không hứng thú. Đó, tớ còn phải giữ thanh danh chứ. Cậu xem, vòng tay đó còn chẳng có kim cương. Ok, không sao cả, mình đi vào phòng bếp nhá. Cậu thấy thế nào? Nó quá nhỏ. Cậu có muốn ăn kẹo mút không? Cậu nên ăn cái nào ta? Cầm lấy này. Đây mới đúng là kẹo mút. Đúng là xấu hổ quá. Ra đây ngồi. Không rộng lắm, nhưng ấm cúng mà. Phòng quản gia nhà tớ còn đẹp hơn. Khoan, tớ biết. Cậu có muốn chơi với Poppit không? Cậu gọi đó là Poppit đó. Xem đây này, bố tớ đã đặt làm riêng cho tớ đấy. Sao tớ phải cố gắng chứ? Tớ cũng thường hỏi câu đó. Đây là phòng tắm nhé. Chả hiểu sao tớ làm thế này nữa. Mà chờ một chút, phòng cổ đó khiến mình nghĩ ra một ý. Chắc là hiệu quả đấy. Đợi tớ một chút. Mình lấy một khuôn hình bệ bồn cầu. Đừng lo, nó sạch mà. Mình đặt dây đèn led lên, rồi rắc thêm vụn lá vàng nữa. Mình sẽ rắc thêm cái khuôn này. Sau đó mình sẽ đổ nhựa trong suốt lên. Cứ đổ đến khi nào phủ kín mọi thứ nhé. Mình sẽ đổ đầy đến rìa luôn. Cứ thong thả thôi, mình không muốn làm hỏng nó đâu. Khi đã cứng lại, mình sẽ tách nó ra khỏi khuôn. Nhìn đẹp quá đi. Việc cuối cùng cần làm là ghép lại. Vào xem phòng tắm đi này, chắc cậu sẽ thích đấy. Có gì khiến cậu chú ý không? Chả biết nữa. Khoan, có phải bệ bồn cầu bằng vàng không? Khoan đã, còn nữa. Nó phát sáng. Đẹp phải không nào? Bravo, đỉnh của chóp. Đôi khi, chúng ta phải đối phó với những vấn đề bất ngờ trong cuộc sống, nhưng luôn có giải pháp. Nhất là khi bạn có bút 3D và thật nhiều nhựa thông nhân tạo. Đồ thủ công yêu thích của bạn là gì? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé! Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như thế này nhé! Ăn vặt ngon ngon thôi nào. Tớ sẽ làm một chiếc bánh kếp. Nhưng đây không phải là loại bánh kếp bình thường đâu nhé. Bánh này sẽ vừa đẹp vừa thơm ngon. Ai mà chẳng thích khoai tây chiên phải không? Tớ sẽ tô màu hộp giấy. Đợi một chút cho bánh kếp chín. Lật bánh nào. Thơm nức cả mũi luôn. Dẫn quá đi. Bánh kếp đây. Ai mua bánh kếp không? Bánh nóng hổi mới ra lò. Buồn bán ế ẩm quá. Có một khách hàng đến kìa. Cho bán gì ở đây? Bánh kem nhà làm thơm ngon ạ. Chắc cho chú một cái. Chú sẽ thích đấy ạ. Mùi cũng thơm. Để thử xem. Cho con cún ở nhà cũng chẳng muốn ăn. Vào thùng rác mới phải. Sao chú dám? Đó là công thức của ông cháu. Ông của cháu cần học nấu ăn đấy. Cứ khóc nữa đi. Tuyệt. Vẫn phải ở với thằng nhóc. Chuyện này chưa xong đâu. Sao cũng được. Chào mừng đến với thử thách bánh kép. Chủ đề là anh chàng dễ thương này. Mà hãy nhớ nhé, nó phải ở dạng bánh kép đấy. Rồi, cái này thì có gì khó đâu. Ok, làm nhanh cho xong vậy.
tôi bận rộn lắm. Hãy xem đây, đầu tiên là vẽ viền, rồi khuôn mặt giống như vẽ con mèo ấy. Tôi sẽ dùng màu đỏ vẽ má, rồi đến miệng. Tô phần còn lại bằng màu vàng. Cứ tưởng đây phải là thử thách khó khăn chứ. Thôi coi như giết thời gian. Mình chỉ cần tô bên trong viền, rồi đợi cho bột bánh chín là xong. Chắc là đủ lâu rồi đấy. Nhìn mà xem, một tác phẩm nghệ thuật, chắc ông bạn sẽ thích đấy. Vậy là xong xuôi rồi, hãy chiêm ngưỡng kiệt tác này. Thôi, không cần vỗ tay. Biết nói gì đây, mình phục mình quá, giàu có, đẹp trai và khéo tay. Sao tôi lại độc thân chứ? Mình cần lấy một thứ, không thể thiếu thứ này đâu. Phải có bụi vàng mới hoàn thiện. Vàng mới toanh luôn, tôi mới chọn sáng nay. Nó càng làm cho tác phẩm này thêm phần đặc biệt. Mình đang xem gì vậy? Có tiền chưa chắc cô gù. Sáng nào mình cũng ăn vàng cùng trứng, tạo nên hương vị giòn, ngon, hảo hạng. Voilà! Đó là một chiếc bánh kép đắt đỏ. Mình cần đánh bại ông chú này. Sao ta? Chờ một chút, biết rồi này. Đã đến lúc tỏa sáng rồi. Vào việc thôi. Trước tiên, mình sẽ cần bột bánh kép màu đen. Vẽ một hình tròn này. Sau đó, vẽ một hình tròn nhỏ hơn bên trong. Mình sẽ tô nửa trên màu đỏ, hình tròn bên trong màu trắng, rồi đến nửa bên dưới. Wow, bánh nhanh chín ghê. Pop bowl của riêng mình. Chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức. Nhưng không được, giờ mới đến phần hay. Sắp xảy ra rồi. Yeah, đúng như ý mình tính toán. Nó đi đâu rồi? Thế này không ổn. Cháu đã làm gì? Hết giờ rồi, hãy nộp bánh kép đi nào. Sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì nên đang hóng lắm đây. Bắt đầu từ bên này. Phối màu rất thông minh đấy. Để nếm thử xem sao. Mềm và xốp, rất ngon. Ở đây không có bánh kép. Đây là trò đùa. Thôi đành nếm thử vàng trên đĩa vậy. Mình chưa từng thử thứ này. Xem nào. Dở tệ luôn. Ông đã nghĩ gì chứ? Chả, quyết định quá dễ, cháu thắng. Cháu là đỉnh nhất. Không công bằng chút nào, mình mà thua. Dừng lại mau, đừng có chạy trốn mẹ nữa. Bắt được rồi. Chạy nhảy thế thôi nhé. Đã đến lúc đi tắm và con sẽ tắm thật ngoan. Nào, chà rửa thật sạch sẽ. Con đâu rồi? Sao con bé lại chạy đi nữa? Bó tay. Yeah, mình yêu quái vật. Quái vật đáng yêu. Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Lại đây nào. Không, con không muốn tắm đâu. Con ghét đi tắm. Mẹ kỳ cục lắm, mẹ biết không? Rồi, thì mẹ kỳ cục. Nhưng để mẹ trả cho con. Không, mẹ không bắt được con đâu. Không trả. Ôi trời, con làm mẹ điên lên mất thôi. Yay, vịt vàng bơi rất giỏi. Vịt vàng rất đáng yêu. Con bé thích vịt cao su. Được rồi, vậy là mình đã có cách để tắm suôn sẻ rồi. Mình cần chiếc cốc lớn này. Và rồi mình sẽ đổ nhựa epoxy trong vào. Nhìn toàn bộ bong bóng nổi lên bề mặt kìa. Thêm một xíu thôi. Ok, vậy là đủ rồi đó. Giờ thì mình cần thêm màu sắc cho epoxy. Vài giọt thôi là được. Giờ thì khuấy lên thật đều. Thực sự là mình phải khuấy khá lâu vì epoxy rất đặc. Ok, vậy là khuấy xong. Giờ thì lấy vịt cao su lại đây nào. Được rồi vịt vàng, đã đến lúc cho mi tắm epoxy rồi nè. Mình sẽ đổ khắp người con vịt sao cho epoxy phủ kín. Đặc thật đấy. Khi đã đổ hết rồi, mình chỉ cần chờ cho cứng lại. Tuyệt, xong rồi. Ta-da, con thấy sao con yêu? Wow. Wow, nhân lúc con bé đang ngắm thì trả cho sạch nào. Không thể tin được là cách này có hiệu quả đến vậy. Chuối tuyệt vời đến mức nào chứ? Đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ngon thật luôn á. Hả? Mình không thể cùng lúc cầm mọi thứ. Đấy, thế này mới chuẩn nè. Cuộc sống dễ dàng hơn bao nhiêu. Cụm ly. Chà, mình có một ý tưởng. Mình sẽ đặt bàn tay và quả chuối này vào khuôn cao su. Sau đó mình sẽ đổ xi măng vào. Khi đã cứng, mình sẽ lật ngược lại. Phần vui là đây, mình sẽ tách khuôn ra. Đã tài quá. Nhìn mà xem. Mình sẽ dùng dao cạo sơn để cạo khuôn ra. Giờ thì mình sẽ sơn bức tượng.
Mình sẽ chọn màu hồng và xanh dương, rồi mình sẽ đợi cho đến khi sơn khô. Vậy là mình đã có giá đỡ chuối hoàn hảo. Phải bóc chuối ra cái đã. Thật là tiện lợi. Thật thông minh phải không? Ngon tuyệt cú mèo. Một chàng pháo tay nhỏ xíu 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 nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Sao lại có thứ này ở nhà mình cơ chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ. Vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cứ muốn xỉu ấy trời. Sẽ mất khoảng một phút đấy, nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi. Hai cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sảy cả nhà bà Bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con ngan. Đầy á, bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây. Nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay. Dầu to rồi. Thôi, rửa là được. Gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Nhóc chẳng bao giờ mua được vòng này đâu. Cháu cũng chẳng muốn. Sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa? Nguồn cảm hứng cho hai người đây. Hãy nhìn kích cỡ của viên đá. Cuối cùng cũng có thứ làm ta hứng thú. Wow, lấp lánh kỳ diệu. Mình muốn nó. Để bổ sung vào bộ sưu tập kim cương khổng lồ. Cho xem trò này ngầu bá cháy. Thật ngoạn mục phải không nào? Hình như ta đã yêu. Đây là thứ đẹp nhất ta từng thấy trên đời này. Tất nhiên là ngoài ta ra. Từ từ thôi ông chú ơi. Chú giảm ánh sáng đi được không? Chói hết cả mắt cháu. Mình phải đeo kính râm vào thôi. Đỡ rồi đấy. Một diện mạo mới. Nếu nhìn thấy chú thì cháu biết chú đang ghen tị lắm. Ai giúp tôi với? Mong rằng mình lấy đúng bột bánh kép. Đầu tiên mình sẽ vẽ một hình tam giác và rồi biến nó thành một viên kim cương. Mình sẽ dùng các màu sắc khác tô vào. Trông sẽ giống như những hình ảnh phản chiếu khác nhau bên trong. Ok, giờ thì lật bánh. Chắc là chín rồi nhỉ? Vậy thì cho lên đĩa luôn nào. Trông nó thế nào? Làm ơn hãy đẹp. Xong rồi. Xuyệt, cháu đang phá hỏng khoảnh khắc. Hả? Xin lỗi, ta có việc cần làm. Việc này sẽ khiến ta đau đớn hơn tất thảy. Ta sẽ nhớ viên kim cương này mãi. May mà mình tập gym. Đôi tay này có thể bóp nát mọi thứ. Chuẩn bị đón mưa đá đi. Quá trời màu sắc tươi sáng. Rất đẹp phải không? Sao chỉ giữ một viên khi bạn có thể có một đống? Đúng gu của ta rồi. Đừng méc nhà sĩ của ta là được. Đùa một chút xíu thôi. Kiểu đùa của người giàu ấy mà. Vậy ai thắng vòng này? Để tôi xem cái đã. Mang thức ăn lên. Thích phần này này. Trông hấp dẫn đấy nhỉ. Ăn thử bên này trước. Kim cương, thơm ngon đây rồi. Xin gửi lời khen đến đầu bếp. Tuyệt hảo, xuất sắc, bravo Jared. Bên này là gì nào? Có phải kim cương thật không vậy? Cứ thử thôi mất gì. Ôi, răng tôi. Ông nghĩ cái gì vậy? Còn đâu nụ cười tỏa nắng. Tôi làm gì mà phải chịu cảnh này. Jared thắng vòng này. Thỉ thố cái gì. Không, sao mà thế được? Oh yeah, whoop whoop. Thật không thể tin nổi. Kết quả này sẽ ám ảnh tôi cả đời. Hào hứng quá, bắt đầu đi ạ. Chuẩn bị thua đi. Hồi hộp quá đi mất. Chủ đề đây, ta đà. Hai người còn chờ gì nữa? Wow, đáng yêu quá cơ. Mình có rất nhiều ý tưởng. Chú bị sao vậy? Cho nhóc xem này. Chú có một bất ngờ nhỏ. Chú biết, rất tuyệt vời. Mau chào một người bạn nhỏ này đi. Ê, nhìn thằng hâm bên kia kìa. Chú nói gì cơ? Quả đáng thật sự. Mình có gì nhỉ? Đây là gì? Đúng là thất vọng chản chế. Thế giới thật tàn bạo, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Gì cơ?
đừng có nói thế. Nhưng ta đồng ý, hâm thật. Ok, chúng ta làm bánh kép tiếp nào. Bắt đầu với một hình chữ nhật, rồi vẽ thêm chân. Tiếp theo vẽ khuôn mặt và cánh tay kỳ quái. Đã đến lúc tô màu rồi. Mình sẽ tô theo viền bằng màu xanh đậm này, tạo hiệu ứng đổ bóng. Ở vòng này mình khá nghiêm túc. Sau đó mình dùng màu xanh nhạt phun vào các khoảng trống nhé. Hình như chín rồi, chắc chắn ai cũng sẽ phải trầm trồ. Wow, mình hợp làm họa sĩ đấy. Một kiệt tác đỉnh cao. Ăn bánh này thì tiếc lắm. Wow, bánh nhìn đẹp ghê. Thế ông giám khảo có kết quả chưa? Thế á, mình thực sự phải lên dây cót. Mình làm được mà, mình chọn quái vật xanh dương. Đầu tiên mình sẽ vẽ viền, sau đó tô màu xanh dương vào. Vì khá thích kỹ thuật đổ bóng của chú ấy, nên mình sẽ làm theo, phải nhanh tay mới được. Nó cần vương miệng vàng. Wow, đẹp hết sảy. Mình là phù thủy với bột bánh kép. Xong rồi ạ. Mình khá hài lòng với kết quả. Nó là một trong những nhân vật mà mình yêu thích. Mình thực sự rất thích thử thách. Mình có linh cảm tốt về vòng này. Cháu xong rồi. Thôi nào anh bạn, tôi phải thắng. Những nghệ nhân tài ba, mau mang lại đây. Cái nào trước nhỉ? Đây nè. Nhìn vui nhộn ghê, đẹp rồi, giờ thì cần ngon nữa mới đủ. Như ở thiên đường bánh kép. Xuất sắc, không thể chê vào đâu. Còn bên này là gì đây? Ít nhất lần này ông cũng làm bánh kép. Cũng không tồi nhở, mình rất thích. Tôi đã quyết định rồi, ông thắng, cháu thắng, cả hai cùng thắng. Cháu á, nó á, thật là khó chấp nhận. Để cháu nhận quà. Và thế là xong rồi. Nghiêm túc đấy hả? Ai làm đấy? Trong này còn chẳng có gió. Nhưng mà nghĩ lại, tôi không dám nhìn đâu. Không có gió, chỉ là thử thách tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Vì đây là thử thách, các quý cô. Tuyệt. Vào việc luôn. Bạn muốn tớ vẽ Sonic hả? Thật may vì đây là nhân vật hoạt hình tớ yêu thích. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần màu xanh dương nhé. May mà tớ có rất nhiều keo. Dần dần thấy quen thuộc rồi phải không? Bạn thực sự có thể thể hiện bản thân bằng thứ này. Nó giúp tác phẩm của bạn sống động. Chỉ cần hoàn thiện đôi mắt là xong. Thêm vài đường thẳng và cong đẹp nữa thôi là Sonic có thể nói xin chào rồi. Ồ, dễ thương quá phải không nào? Ta-da! Xong rồi này. Ok, cuộc thi này có vẻ căng thẳng đó nha. Nhưng với lựa chọn về vũ khí, tớ chọn bột bánh. Bấy bể. Này, ít nhất Sonic của tớ cũng rất ngon. Nhưng với loại bột bánh kép này, thời gian là yếu tố cơ bản. Chúng ta đang phải dùng chảo nóng mà. Màu thực phẩm là một thành phần rất quan trọng ở đây. Bạn có thể làm bất cứ loại bột nào tùy thích. Ok, tớ sắp xong rồi. Chỉ cần một nét cuối. Và xong rồi này. Wow! Này, một nửa Sonic của tớ bị thổi bay rồi. Và cứ biến mất kìa. Cái quái gì vậy? Úi giời. Và người thắng cuộc, Madison. Thật không thể tin được. Woohoo! Sao cũng được, chả quan tâm. Chuối không? Có đấy. Gì thế này? Gah! Cảm ơn. Món ăn vặt yêu thích nhất của mình. Wow! Có chuyện gì vậy? Ok, hay thật đó. Khoan, mình mặc màu vàng. Nghĩa là chúng mình đang ở thử thách tiếp theo. Mình chắc chắn sẽ thắng vòng này. Thật may vì mình có nhiều màu vàng. Thứ này bị sao vậy? Thôi nào, rõ ràng vẫn còn mà. Emma, không. Chắc tại tớ bóp hơi mạnh tay. Hỏng bánh kép của tớ rồi. Bóng thư giãn luôn giúp tớ bình tĩnh. Ôn trời mình không bị như thế. Bút keo luôn luôn giúp mình vẽ thật mượt. Và may thay mình có quá trời màu vàng. Và sau khi vẽ viền, mình sẽ tô vào bên trong. Rất nhiều. Nhưng sự kiên nhẫn của mình là xứng đáng.
Mọi chi tiết đều giúp nhân vật như sống dậy. Hãy đợi đến khi bạn thấy rõ nó nhé. Bạn có đoán được phần này là gì không? Phải, là mắt và kính đấy. Trông giống thật hơn rồi nè. Tuyệt tác của tớ đã hoàn thành. Cưng xỉu. Wow. Tớ sẵn sàng thực hiện rồi. Và tớ sẽ bắt đầu với màu xanh dương. Có lẽ thế an toàn hơn. Ồ, kính dễ thương quá đi. Vậy là xong tổng thể. Không thể quên bàn tay nhỏ. Và giờ đã đến lúc tô vào trong. Các bạn đã thấy cậu ấy chưa? Tớ đã dùng các màu khác trước khi đưa màu vàng vào bức tranh. Và cuối cùng là màu vàng. Và lần này không có bị tắc ống nữa. Chỉ cần tô khuôn mặt, đôi mắt và thế là xong rồi. Xin chào mọi người. Thôi đủ rồi đấy nhé. Này, thôi đi. Chúng tớ tuyên bố hòa. Vậy mình đều thắng. Yeah, yeah, yeah. Wow, nhìn tụi mình như chuyên gia ấy. Cái này để làm gì nhỉ? Nhìn kìa. Tụi mình phải xoay cái vòng này. Đầu tiên là màu đỏ. Tụi mình phải nhắm mắt sao? Như thế thì làm sao mà vẽ cho nổi? Nhưng cứ thử đi, có mất gì đâu. 1, 2, 3, bắt đầu. Wow. Tới đâu hay tới đó vậy? Mình vẽ hình này đúng chứ nhỉ? Có tô đúng ở bên trong không? Hình như đúng màu này rồi. Mình luôn bắt đầu với khuôn mặt, rồi vẽ tiếp ở xung quanh. Chắc chắn mình đã lấy màu xanh dương. Wow, cậu ấy nghiêm túc chưa kìa. Mắt không thấy thì tim không đau. Cứ như mình vẽ được khi nhắm mắt ấy. Trông dễ thương hơn hẳn luôn. Hình vẽ của mình xuân sẻ ghê. Annie vẽ thế nào rồi nhỉ? Cậu ấy mở mắt hả? Cậu phạm luật rồi nhé. Cậu cũng đang thế còn gì? Thế, thì huề nhau thôi. Ok, lần này làm nghiêm túc nhé. Bắt đầu. Mình không biết mình đang vẽ gì nữa, nhưng mình tưởng tượng rõ trong đầu. Và trông nó khá đẹp đó chứ. Sẵn sàng chưa? Wow, đã đến lúc lần bánh lại. Đẹp ghê, nhìn này. Wow. Gì cũng được. Trông rất là giống... Ấy ý, cậu biết mà. Ăn nhé. Có bắt buộc không? Không biết dở đến mức nào. Thơm ra phết đó. Vị thì sao? Dở ẹc này. Cậu có sao không? Kinh lắm. Của cậu ok không? Để xem nào. Ôi trời. Ơ, thật ra ăn cũng được lắm chứ. Ăn không? Ừ, được. Cảm ơn nha. Xem nào. Ngon tuyệt quý mèo. Đừng trông mặt mà bắt hình rong nha. Nét ổn đó. Ai chả, không ổn rồi. Tránh đường nào, nước sôi đây. Ồ, thầy ổn không trời. Này, thôi đi. Khi thầy đi, các em phải vẽ toilet. Ok, có vẻ vui ạ. Thử vẽ một cái nào. Phần đầu tiên đã xong. Giờ vẽ bệ ngồi nha bà con. Tiếp theo là phần bồn á. Giờ vẽ phần bên trong nào. Chỉ xịt trong đường vẽ thôi nha. Tớ không muốn làm nó bị dây bẩn đâu. Nhìn ok la quá. Đây chính là cái toilet thơm nhất quả đất. À, cái ghế. Vui thật đấy nha. Sắp xong rồi. Giờ bật bếp lên nào. Hình như là được rồi đấy. Wow, nhìn kìa trời. Toilet của mình đã xong rồi. Cứ làm từ từ đi. Vậy thôi á? Thật sao? Có chuyện gì chứ? Thật luôn hả? Tớ thích mà. Chờ chút, thiếu đồ rồi má ơi. Vậy mới chuẩn. Đừng có xấu tính. Chờ chút nào. Tự nhiên mình nghĩ ra cái này. Cảm ơn Lizzie nhiều nhé. Tớ sẽ vẽ hình cục kít. Chắc sẽ ba chay lắm á. Chỉ cần vẽ màu vào thôi. Mình sẽ dùng màu sáng hơn để tạo độ tương phản. Nhìn giống cây kem nhỉ. Nhưng mình không muốn ăn đâu.
Ok, đến lúc làm mắt nhé. Mình sẽ vẽ hai hình ô van to và tô bên trong. Đỉnh của chóp. Nhìn nè Lizzie. Hay phết anh à. Phù, đừng ai lại gần nhà vệ sinh nhé. Hồi lắm đừng đùa. Thầy thấy sao ạ? Hai em làm tôi nhớ lúc nãy ghê. Nhất là em đó liền. Em thắng. Tuyệt lắm anh bạn. Không, em giúp cậu ấy nghĩ ra mà. Tặng cho cậu này. Hợp lý nha. Hay ho gì mà cười hả? Tôi yêu cậu lắm Hockey. Này, cậu làm gì thế? Đổ con nít. Ken tị chứ gì. Mình thích chơi gấu bông. Cẩn thận hỏng tóc chứ. Cậu gặp rắc rối to rồi. Làm như tớ sợ gấu bông ấy. Cậu nên sợ đi. Nói thật đấy. Lên đi nào, bạn tôi. Tại cậu đấy nhé. Không. Tấn công. Áo. Cậu chỉ có thế thôi à? Dậy đi. Đừng bỏ cuộc. Tại sao? Tớ nói rồi mà. Tớ tức rồi đấy. Này. Thôi đi. Bỏ đồ chơi xuống. Nếu muốn chơi thì vẽ tên màu xanh này đi. Hoặc nhỏ màu hường. Đã rõ thưa thầy. Mình sẽ vẽ quái vật mẹ chân dài. Bắt đầu với một hình xoắn ốc nha. Tóc của nó á. Giờ là phần còn lại của khuôn mặt. Cả mái tóc đuôi ngựa nữa. Wow, nhìn y chang luôn. Giờ mình sẽ tô màu. Màu hồng này cực kỳ hoàn hảo luôn. Thầy mình sẽ thích lắm. Giờ là chút xanh dương. Cô ta sẽ có đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Trời ạ, nhìn hay thật đấy. Tiếp theo là vẽ nụ cười này. Wow, xịn sò con bò hơn mình tưởng á. Chắc mình cũng phải bắt đầu thôi. Chắc mình sẽ vẽ Huggy Wuggy. Mình sẽ bắt đầu với phần môi. Mình nên mua son màu này nhỉ. Giờ là phần răng này. Và rót bột bánh kép màu đen vào đây. Đoạn này hơi khó. Nhưng làm được rồi. Có vẻ ổn áp á. Cậu làm gì đấy Liam? Trông xinh thế. Cảm ơn. Giờ vừa xinh vừa ngon luôn á. Xin lỗi. Cậu hay quá à. Xem nè. Liam, thôi đi. Cậu muốn trả thù tớ đấy à? Màu đỏ hợp cậu lắm đó. Đủ rồi. Nữa luôn hả? Xem đây. Bực rồi đó Liam. Cậu chỉ có thế thôi à? Chỉ có một cách để giải quyết thôi. Tới luôn đi. Hả? Đây là đâu? Không phải là lớp mình. Khỏi phải học nữa. Oh yeah. Cậu có thấy không? Nhìn ngon thật á. Chiếc burger này đỉnh dã man. Thầy đang tra tấn tụi mình kìa. Tàn độc quá. Thầy có định chia không ạ? Này hả? Mơ đi. Các em tự kiếm ăn đi. Ok, em làm được mà. Chắc mình yêu mất rồi. Mình sẽ thử một phát. Bắt đầu với một lát cà chua nhé. Phần này đơn giản lắm. Bắt đầu ổn áp á. Giờ chỉ cần làm chín thôi. Wow, nhìn bong bóng kìa bà con. Mình phải lận thôi. Mùi thơm xỉu luôn. Mình có miếng bánh mì này. Giờ xếp các nguyên liệu lên thôi. Trên cùng là một miếng bánh mì nữa. Biết sao không, cực kỳ ấn tượng đấy nha. Nhưng tớ thích bánh thật hơn cơ. Ngon tuyệt nha. Chắc chắn là vậy rồi. Đừng chảy nước miếng nữa. Hả, em ạ? Nếu không phải lau nhà đó. À phải, dễ thôi ấy mà. Em sẽ bắt đầu bằng cách vẽ một hình vuông. Rồi tô bên trong. Hãy vẽ thật thẳng và đều nhé. Sắp xong rồi. Đây là miếng phô mai nè. Vào trong miếng bánh mì đi. Giờ là phần còn lại của burger. Rồi cho thêm một miếng bánh mì nữa lên trên. Nhìn tuyệt quá. Ấn tượng đấy. Ngon lành cành hồng. Ồ, xong rồi sao? Liam xịn hơn. Thầy đùa em ạ.
quyết định này đơn giản đấy mà. Dạ rồi, em sẽ chén sạch cái bánh này. Ghen tị chưa? Không. Hả? Ờ, này là nhựa mà. Tội thật đấy. Thấy tội lỗi ghê. Có lẽ mình nên cho Liam thử miếng. Cái gì? Cảm ơn nhé. Đúng là món mình đang thèm. Thật sao? Cái gì? Thôi kệ đi. Tuyệt. Thơm nức cả mũi. Chà thật thơm và thật ấm. Mình thích đấy. Gì vậy trời? Ồ, thôi bắt đầu một ngày mới nào. Nhỏ cứ thế để cái tách ở đó thôi hả trời? Không thấy mình đang dọn dẹp sao? Gì? Việc dính trên bàn sao? Không! Biết đâu nếu mình chà đủ mạnh thì sẽ tẩy sạch. Khoan, nhỏ lại có một cái cốc nữa. Và lại để cốc ở đó. Và lại có vết nước dính. À, ngon xỉu. Và mình rất thích cốc tên lửa này. Nghiêm túc đấy hả? Mình cứ phải đi theo nhỏ khắp nhà. Khoan, lại nữa. Sao Sunny có thể uống nhiều cốc vậy cơ chứ? Và cứ bạn đâu đặt đấy mới tài chứ. Trên bất cứ bề mặt nào. Mình kiệt sức rồi. Mình cứ phải dọn dẹp không ngừng. Biết đâu còn gì đó để uống trong cái cốc này. Một lát cam. Mình sẽ đặt lên một tấm nhựa và lấy súng bắn keo ra. Mình sẽ dùng súng vẽ một hình tròn xung quanh lát cam. Không cần phải tròn vo đâu, vì trái cây cũng đâu có tròn vo. Nhưng mà đè vài lớp để nó dày vừa đủ nhé. Đi thêm vài đường nữa để cho cái rìa cao lên. Và tốt rồi, giờ thì trang trí nào. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Không cần nhiều đâu nha, nhiều quá lại thành ố rể đó. Và đã đến lúc dùng epoxy, cứ đổ vào thôi. Nhớ là đổ sao cho phủ kín cả lát cam nữa nhé. Và rìa keo sẽ ngăn không cho epoxy tràn ra. Và khi nó cứng lại, mình có thể bóc ra khỏi khuôn. Đẹp quá đi mất, nhưng chưa xong đâu, để mình sơn rìa đã. Mình sẽ dùng màu sơn vàng lấp lánh này. Vậy là xong, miếng lót mi cuối cùng đã hoàn thành. Ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Thành quả còn tuyệt hơn ban đầu mình nghĩ. Khoan đã, lần sau nhớ đặt cốc lên miếng lót nghe chưa? Chuẩn, tớ tự làm đấy. Và nó sẽ giúp bảo vệ đồ đạc trong nhà. Được rồi, dọn dẹp xong rồi. Tự thưởng cho mình chút xin nách nào. Mà chờ một chút, gì thế này? Đống cốc này ở đâu ra vậy trời? Nghệ thuật, thật đẹp mắt phải không nào? Hãy xem kỹ hơn nhé. Wow, hình tranh đối tượng này. Tớ không ngờ đó nha. Xem tiếp nào. Chúng ta có gì ở đây? Tượng bán thân đó. Bạn biết không, tớ đã có cảm hứng. Hãy bắt tay vào việc nào. Tớ đã đặt sẵn hộp khuôn vào rồi. Đổ chất liệu vào đi. Ôi trời ơi, nó ướt quá. Tớ phải cố gắng nhắm mắt thôi. Khoan, tạm dừng video nào. Mình cần ăn xì nách trước khi tiếp tục xem. Khoai tây chiên ngon hết sảy. Mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa. Mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. Gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này. Chà, hết rồi, phán đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi, giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà. Ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan. Wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi. Bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm. Một tràng pháo tay chúc mừng nè. Mình thích dùng kim tuyến. Cảm thấy cuộc đời lấp lánh hơn hẳn. Và ai không muốn kim tuyến chứ. Đủ rồi này. Giờ mình sẽ đổ chút nhựa lên trên. Cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Ý tưởng đỉnh của Chop luôn này. Cẩn thận Sunny. Em biết em đang làm gì mà. Nhưng chị đang làm gì đấy? Chị sáng tạo nghệ thuật. Thôi phán đi. Đổ kỳ cục. Sao cũng được. Thôi em lượn đây. Không. Cứu em. Em đang bị đám kẹo tấn công. Thôi từ giờ mình không thèm trượt ván nữa.
Ừ, cưng nghĩ thế là phải đấy. Ủa, nhìn em làm gì này, hỏng mất rồi. Trừ khi... mình có một ý tưởng. Mình sẽ tạo một lỗ lớn trong khuôn cao su, rồi đổ nhựa epoxy trong suốt vào. Trước đó, mình phải lau sạch bề mặt này, để tránh mảnh vụn lẫn vào nhựa ấy mà. Và mình muốn có một lớp thật đều. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác thật thư giãn. Ok, vậy là đủ lượng nhựa rồi. Giờ mình sẽ nhả các viên kẹo vào, rồi đổ thêm nhựa lên trên. Mình sẽ đổ sao cho phủ kín toàn bộ kẹo trên lớp đầu tiên. Khi đã xong, mình sẽ để nó cứng lại. Đã đến lúc gỡ khuôn ra rồi. Giờ mình sẽ gắn trục ván và bánh xe vào. Dĩ nhiên là chúng trong suốt. Vậy là mình đã có ván trượt tự chế. Trông thật ngọt ngào phải không? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì thế này chưa? Nhìn mà thấy thèm ghê này. Thích quá cơ. Sunny ơi, xem đi này, chị tặng cho cưng đấy. Dạ. Thật à chị? Cho em. Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Pikachu là đỉnh nhất. Không đời nào. It's a Mario. Pikachu. Pew pew. Không, Mario. Đánh, đánh. Cậu nói gì tớ chẳng hiểu. Cậu hơi bị vô lý rồi đấy. Ok, đủ rồi đấy. Mau lên đây. Chúng mình gặp rắc rối rồi. Tất cả là tại cậu. Tôi chỉ cần vẽ đè lên. Khó đến mức nào cơ chứ. Sai rồi. Tránh sang một bên. Nhìn học hỏi đây này. Không, vẫn sai. Chuyện gì cũng đến tay thầy hay sao vậy? Phải vẽ như thế này này. Wow, thầy đúng là thiên tài. Còn một điều nữa. Chuyện gì vậy? Ngầu, tôi có ria mép này. Chào các bạn. Chào. Hát nước dã man. Thử thách. Thầy muốn các em vẽ thứ gì đó dưới nước. Wow, cậu nghe thấy không? Ê, cẩn thận chứ. Xin lỗi, tại tớ hơi phấn khích. Lấy bút chì của tớ này. Wow, cảm ơn nhá. Bắt đầu thôi. Tớ sẽ vẽ số 3 bên trong vũng nước ngọt. Đây sẽ là phác thảo hình con cá. Thật dễ dàng. Bây giờ tớ sẽ vẽ đuôi và thêm một số chi tiết. Mình cũng khéo tay ghê. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Khoan, mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ lấy bức tranh này. Có puppet. Chôm chôm luôn nhá. Hả? Gì vậy ta? Có đủ đồ cần thiết rồi. Bắt tay vào việc thôi. Trước tiên, mình sẽ đặt puppet lên tờ giấy và lấy sơn màu xanh dương. Sau đó mình sẽ chuyển sang sơn màu trắng. Bây giờ mình lật ngược puppet lại và ấn nó lên trang giấy. Mình sẽ sử dụng cọ để tán nó ra. Mình muốn một lớp sơn mịn, các màu sẽ hòa lẫn vào nhau. Bây giờ mình có khuôn tô người cá. Mình sẽ nhấn bọt biển vào sơn màu đen. Sau đó chấm nó lên khuôn tô. Chấm một cách nhẹ nhàng. Vậy là có hình bóng của nàng tiên cá. Tiếp theo, mình sẽ vẽ đáy biển. Mình sử dụng sơn màu đen cho việc này. Đây là phần dễ nhất. Vẽ thêm dòng biển này. Và san hô nữa. Xong rồi. Tranh đẹp quá. Mọi người ơi nhìn này. Em không thể giơ tranh lên. Thầy nghĩ em đi thắng vòng này. Wow, mình giỏi nhất. Leo leo. Các em sẽ cần một người mẫu cho thử thách này. Hãy cúi đầu chào công chúa đi. Chờ chút. Alo, mẹ ạ. Vậy, mọi người khỏe chứ? Hình như anh đã yêu. Xin lỗi. Cô ấy thật xinh đẹp. Đỏ cả mặt này. Cậu chảy nước miếng đến nơi. Mình có một ý tưởng. Đã đến lúc biến hình cho cậu. Được rồi này. Chuẩn luôn. Rất hợp với cậu. Ê, nhìn mà xem. Anh ấy trông ngớ ngẩn quá. Yeah. Khoan, sao cô ấy lại nói như vậy nhở? Đợi chút, cậu đã làm gì? Lêu lêu. Hùng hải chút nào. Tớ sẽ không quên chuyện này đâu. Xin lỗi để cô chờ. Sao các em không vẽ? Thầy cứ tin vào em. Bắt đầu từ khuôn mặt này. Mình sẽ vẽ hai hàng mi dài. Sau đó đến mái tóc. Xinh lắm luôn. Rồi sẽ vẽ đến váy của cô ấy. Mong là cô ấy thích nó. Suýt thì quên mất. Công chúa thì phải có vương miện chứ. Mình sẽ tô màu cho nó. Chiếc vương miện này sẽ có màu vàng. Phải tô thật cẩn thận này. Mình sẽ tô theo các hướng khác nhau, tạo nên sự chân thực cho mái tóc. Rồi làm tương tự ở phía bên kia. Tiếp theo là tô màu cho chiếc váy. Mình sẽ tô màu tím cho chân váy. Bây giờ mình sẽ tô làn da màu hồng nhạt. Nhẹ tay để trông tự nhiên. Đó, quả là một kiệt tác. Em thấy thế nào? Là em đây. Úi giời, bị dính mực vào tay rồi. Bẩn quá đi mất. Cái quái. Cậu mới ném vào tớ đấy à? Mình đã nghĩ ra một ý hay. Yeah, mình sẽ lấy khăn giấy. Đầu tiên mình cần mở nó ra. Bây giờ mình sẽ kê một góc lên eo của công chúa. Thế này này. Sau đó mình cần keo. Mình sẽ phun một ít lên bức tranh. Và làm tương tự với những mảnh giấy nhỏ hơn.
Mình sẽ nhỏ sơn pha loãng lên đó. Khăn giấy sẽ ngấm sơn. Mình vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ bôi keo vào các góc của khăn giấy. Sau đó mình sẽ rắc kim tuyến lên. Dán đá lên đôi bông tai nữa chứ, và trên giày. Vậy là xong. Hãy xem này, rất xinh phải không? Cô nàng thật lộng lẫy. Em có thích không? Tất nhiên là anh đang nói về bức tranh. Ai là người chiến thắng? Cả hai đều thắng. Wow, cậu nghe thấy không? Gọi anh nhớ. Được rồi, bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da xinh nào. Đủ bong bóng rồi, đã đến lúc chơi với dưa hấu của mình. Nó dẻo lắm luôn, thích quá đi. Này, mà chờ một chút, ở kia có một chậu cây rỗng kìa. Mình sẽ trồng dưa hấu nhỏ của mình vào đất trong chậu. Được rồi đấy, giờ thì chỉ cần đợi cho nó mọc thôi. Yay, chẳng tốn chút thời gian nào. Ý tưởng quá thông minh, mình làm ngay đây. Được rồi, dưa hấu nhỏ ơi, đã đến lúc trồng em thành cây dưa hấu lớn rồi. Mọc đi, em làm được mà. Sunny đang làm cái khỉ gì ở kia vậy nhỉ? Ôi chà. Dưa hấu ơi, sao em không mọc lên vậy? Hả? Ôi không, trông con bé buồn quá. Mình phải làm gì đó cho con bé vui lên mới được. Mình sẽ xếp các lớp đất sét polymer lên nhau. Và rồi, mình có một quả bóng đất sét màu đỏ nữa. Giờ thì cuộn tròn vào này. Tiếp theo, mình cần dụng cụ này, vì mình sẽ thái nhỏ đất sét ra. Nhưng mà mình phải cẩn thận, không muốn làm nát nó đâu. Ok, cắt hai đường là được một lát rồi. Và giờ mình chỉ cần cắt một đường ở giữa. Lại cần xẻng cắt đất sét rồi, vì mình sẽ cần cắt hình tròn này làm đôi. Tốt, mình sẽ nhấc miếng nhỏ này lên đã nè. Giờ thì cắt thêm một lát nữa, như miếng bánh. Ra hình dễ thương rồi này, vậy là được. Giờ mình cần quét sơn phủ trong suốt lên. Tốt rồi, nhưng miếng dưa hấu này vẫn còn thiếu hạt. Mình sẽ dán thêm các hạt nhựa màu đen này, vậy là có hạt. Nhưng mình không chỉ muốn hạt, mà còn muốn dưa hấu vui vẻ. Đó, miếng dưa hấu đã có mặt cười vui vẻ rồi, cưng xỉu luôn. Sunny ơi, chị làm cái này cho bé nè. Wow, là vòng cổ dưa hấu nhỏ, và khuyên tai cùng bộ nữa. Đáng yêu quá, em thích lắm chị ơi, em cảm ơn. Không có gì đâu, chị không muốn thấy em gái chị buồn thôi. Này, em sẽ trồng dưa hấu này. Gì cơ, Sunny? Làm sao mà trồng được bằng cách ấy? Trà thật thơm và thật ấm, mình thích đấy. Gì vậy trời? Thôi bắt đầu một ngày mới nào. Nhỏ cứ thế để cái tách ở đó thôi hả trời? Không thấy mình đang dọn dẹp sao? Gì? Việc dính trên bàn sao? Không! Biết đâu nếu mình trà đủ mạnh thì sẽ tẩy sạch. Khoan, nhỏ lại có một cái cốc nữa. Và lại để cốc ở đó. Và lại có vết nước dính. Ngon xỉu. Và mình rất thích cốc tên lửa này. Nghiêm túc đấy hả? Mình cứ phải đi theo nhỏ khắp nhà. Khoan, lại nữa. Sao Sunny có thể uống nhiều cốc vậy cơ chứ? Và cứ bạn đâu đặt đấy mới tài chứ. Trên bất cứ bề mặt nào. Mình kiệt sức rồi. Mình cứ phải dọn dẹp không ngừng. Biết đâu còn gì đó để uống trong cái cốc này. Một lát cam. Mình sẽ đặt lên một tấm nhựa và lấy súng bắn keo ra. Mình sẽ dùng súng vẽ một hình tròn xung quanh lát cam. Không cần phải tròn vo đâu, vì trái cây cũng đâu có tròn vo. Nhưng mà đè vài lớp để nó dày vừa đủ nhé. Đi thêm vài đường nữa để cho cái rìa cao lên. Và tốt rồi, giờ thì trang trí nào. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Không cần nhiều đâu nha, nhiều quá lại thành ố rể đó. Và đã đến lúc dùng epoxy, cứ đổ vào thôi. Nhớ là đổ sao cho phủ kín cả lát cam nữa nhé. Và rìa keo sẽ ngăn không cho epoxy tràn ra. Và khi nó cứng lại, mình có thể bóc ra khỏi khuôn. Đẹp quá đi mất, nhưng chưa xong đâu, để mình sơn rìa đã. Mình sẽ dùng màu sơn vàng lấp lánh này. Vậy là xong, miếng lót ni cuối cùng đã hoàn thành. Ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Thành quả còn tuyệt hơn ban đầu mình nghĩ. Khoan đã, lần sau nhớ đặt cốc lên miếng lót nghe chưa? Chuẩn, tớ tự làm đấy. Và nó sẽ giúp bảo vệ đồ đạc trong nhà. Được rồi, dọn dẹp xong rồi. Tự thưởng cho mình chút xì nách nào. Mà chờ một chút, gì thế này? Đống cốc này ở đâu ra vậy trời? Và tiếp theo là một chủ đề siêu đơn giản. Hình dạng à? Còn biết phải làm gì rồi? Em gái tôi nhìn tự tin nhở? Xem mà học hỏi này. Mình có ý tưởng cực xịn luôn. Mình cũng có thể làm thế mà. Thấy không? Easy luôn nhá. Thì hơi giống.
sao của mình trông chả giống của em ấy. Nào mì vẽ hay thế không biết. Mình không thể bỏ cuộc được, phải tiếp tục thôi. Nhìn hay nha. Chưa lật bánh thì vẫn chưa nhìn ra hình gì. Nhưng mà cứ phải kiên nhẫn đã. Của em ấy nhìn xịn sò con bò quá. Chưa chắc đâu nha. Nhưng bánh của Naomi trông đỉnh phết. Và đó là lý do tại sao con bé thắng cuộc. Tiếp theo là gì vậy mẹ? Cũng ổn áp nhở. Chắc không khó lắm đâu phải không? Màu nâu chuẩn chỉ rồi đấy. Chiến thôi. Em bé lên bà cũng biết vẽ bánh cupcake mà nhở. Nhìn hơi bị kỳ đó nha. Tụi mình cùng vẽ hình cục kít nè. Nhìn cưng xỉu nhờ mọi người. Trông hơi bị hài luôn đấy. Thêm màu xanh cho mắt xinh này. Và giờ vẽ phần thân bánh nữa nha. Nhìn hơi bị hợp lý luôn đấy. Nhưng hai đứa ơi, nhìn có giống cupcake đâu. Mỗi người nhìn thấy mỗi khác mẹ ạ. Cùng lật bánh này lên thôi. Boom, thế là xong nè. Cả hai chiếc bánh đều rất ba cháy. Mẹ ơi. Mẹ chả biết. Mẹ thấy cả hai cái đều thua. Đều thua sao? Ôi, chị ơi. Ừ, tụi mình phắn nào gái. Nào các nàng ơi, tụi này làm xong đồ ăn rồi. Nhìn chả giống đồ ăn tí nào. Thế thì nhịn nhá. Xin chào, anh muốn ăn bánh không? Gì? Thấy ghê. Chào mấy bộ, đánh chén phát nào. Không á. Biết sao không, tớ nghĩ lại rồi. Thôi thì cũng cho được một cái. Tụi mình chia nhau nhá. Xong và xong. Ngon quá trời chứ bộ. Không được nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Sẵn sàng chưa hai con? Kỳ lân nè. Trổ tài đi nào. Có nên làm sừng trước không ta? Hay là vẽ cánh trước nhở? Mình điệu nghệ lắm. Vẽ không trượt phát nào đâu. Cơ, mình phải bắt đầu thôi. Vẫn chưa thể kết luận người thắng cuộc được. Nhưng mỗi thí sinh lại có một cách vẽ khác nhau. Dù là cách nào thì nhìn cũng vi diệu phết đấy. Ok, thành hình rồi này bà con. Mọi người có biết đây là hình gì không? À, hai đứa vẫn đang vẽ kìa. Thêm chút sắc màu cho rực rỡ lên nè. Nhìn cứ bị xinh xỉu ấy mọi người. Chuẩn, nhìn quá là đỉnh đi. Nhưng của em vẫn tuyệt hơn. Nhìn khác nhau thật đấy. Và giờ là lần tô màu cuối cùng. Chuẩn, gần hoàn thành rồi. Nhưng mình vẫn cần thêm thắt một cái gì đó. Khoan, không thể để chị ấy thắng được. Đấy. Ủa, em làm gì thế, nhỏ kia? Tại em bị trượt tay ạ. Ủa, chị ngửi thấy mùi không? Bánh của em cháy như than Quảng Ninh rồi. U là trời, nhìn thấy ghê luôn. Phù, giời đất ơi. Tội con bé quá à. Thôi, thì lật bánh lên nào. Uầy, nhìn vẫn xinh xẻo đấy chứ. Stacy thắng chắc rồi còn gì.
mẹ yêu nghĩ sao nào? Kinh khủng quá! Vậy là Stacy thắng vòng này nhá! Thôi thì con cũng cố rồi mà Naomi! Hãy đổ đầy epoxy kim tuyến vào xi lanh và bơm vào khuôn hình con bướm. Để cho epoxy đông lại. Rồi gỡ khuôn ra là xong. Gắn dây xích và móc vào cánh. Vậy là ta có khuyên tai bắt mắt rồi. Wow, nhìn xinh xỉu. Ai nói khuyên tai phải đắt tiền chứ? David ơi, cậu có thích món nào không? Món nào nhìn cũng đẹp hết á. Tớ thích vòng này. Wow, đẹp hết sể con bà Bảy. Nhưng mình làm gì có đồng nào mà mua. Hồi tớ đi đây, bye. Hay là mình tự làm đồ trang sức của mình nhỉ? Mình có mọi thứ cần thiết trong này rồi, để xem nào. Oh, cái này dùng được này. Mình sẽ sâu hạt vào sợi dây. Việc này khó hơn mình tưởng đấy. Gần xong rồi, cố lên. Xong rồi, giờ thì buộc dây lại. Để thử lại xem sao. Mị khá là thích đấy. Nhưng mà hơi nhỏ. Thôi cứ thử kéo từ từ xuống tay vậy. Ok, bó tay con gà quay. Phải kéo giãn ra mới được. Không, lại nữa sao? Bực mình lắm rồi đấy. Đủ rồi. Vòng tay dở hơi. Mình chỉ muốn có cái gì đó xinh xinh để đeo thôi. Hả? Sao tự nhiên lại có tranh trên đường chứ? Wow, u là trời. Nhiều quá đi mất. Mình nghĩ ra cách rồi. Nếu là fan của trái cây và đồ trang sức thì bạn sẽ thích mê. Đầu tiên là cắt lát chanh, cẩn thận ngón tay nhé. Đặt cắt lát chanh lên một cái khay nướng và cho chúng vào lò nướng ấm. Nướng chanh cho đến khi nó khô quắt lại như thế này này, nhưng không phải để ăn đâu nha. Tiếp theo, đổ thủy tinh lỏng vào lọ. Dùng xiên gỗ, nhúng một lát chanh vào thủy tinh lỏng nhé. Nhớ là nhúng kỹ cho thủy tinh lỏng phủ kín và để giọt thừa rơi xuống. Luồn một cái móc khuyên tai qua lỗ do xiên tạo ra. Làm tương tự với các lát chanh còn lại. Wow, đỉnh của chóp. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào cho mà xem. Đã đến lúc kiếm chút tiền tiêu vặt rồi. Mại dô bà con ơi. Xinh không gái ơi? Xinh xỉu nha. Tớ sẽ lấy một đôi. Của cậu đây. Chào Ava, khuyên tai của cậu xinh quá. Đổi cho tớ nhé. Được chứ? Của cậu này. Wow, mình thích vòng này lâu rồi. Rõ là xinh. Tớ đã chuẩn bị rất nhiều hạt nhựa và tớ biết các bạn sẽ thích mê. Tiếp theo tớ sẽ cần súng bắn keo. Tớ sẽ phun keo lên trên hạt. Tớ sẽ phun thật nhiều để phủ kín toàn bộ. Chẳng ai muốn trái tim tan vỡ. Vậy là có nhẫn tuyệt đẹp. Đúng là đẹp thật. Nhưng tớ có bút 3D nè. Tớ muốn vẽ viền của một bông hoa. Giờ thì tô vào trong. Bắt đầu từ những cánh hoa. Nhưng tớ sẽ để trống phần ở tâm. Đổi sang màu khác nào. Và dùng màu vàng để tô nhụy hoa nhé. Tớ ấn nhẫn vào tâm của bông hoa. Vậy là xong. Wow, chỉ cần nhìn nó tớ đã thấy vui hơn hẳn. Ai mà không yêu thích hoa chứ. Búp bê ơi nhìn kìa. Wow, vòng cổ đẹp bá cháy. Lung linh quá. Khoan, bao nhiêu cơ? $900 à? Đùa tôi hay gì hả? Âu ôi, đầu tôi. Tự dưng có sách rơi vào đầu. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ mua nổi. Chẳng công bằng gì cả. $10 thì mua được gì chứ? Đã đến lúc mình cần ra tay. Mong là cậu ấy sẽ không nhận ra. Cậu là ai? Điều đó không quan trọng. Cái này của cậu à? Ừ, xem chiếc vòng cổ này. Tớ mà đeo chắc đẹp lắm, nhưng mà đắt dã man. Chờ chút, tớ cho cậu xem cái này. Wow, tớ không biết phải nói gì. Quá trời đất nặn luôn kìa. Cậu suốt ngày mang theo cho người vậy hả? Vì như thế cứ dị dị. Kệ tớ đi, tớ đang cố giúp cậu đấy. Oh, ok.
mình có thể dùng đất nặn làm vòng cổ. Nghe hay đấy. Tớ muốn màu này. Tớ rất thích màu xanh dương. Cảm ơn nhé, nhưng vẫn mất tiền. Chỗ này hy vọng là đủ. Là tiền mặt thì ok. Để tớ kiểm tra trước nhé. Bắt tay vào việc thôi. Tớ sẽ nặn đất thành hình một chiếc thìa. Tớ đã cắt đôi ống xi lanh rồi này. Sau đó tớ cắm ống xuống để tạo thành hai hình tròn. Ok rồi. Tớ nặn hai cục đất sét màu trắng và nhét chúng vào hai lỗ. Bây giờ tớ sẽ dùng thước đo góc để cắt hình đĩa làm đôi. Tiếp theo là một chiếc cốc. Tớ sẽ cắt đi một phần trên miếng đất nặn, đặt tạm sang một bên nhé. Tớ gắn đất nặn màu đen vào nó và thêm một miếng màu xanh vào. Tớ sẽ nặn sao cho hình nó giống cái miệng. Tớ sẽ nhẹ nhàng lăn để làm mịn nó. Vậy là được rồi. Tớ sẽ cắt nó bằng thước kẻ kim loại. Cắt các hình đĩa mỏng này. Nhưng hãy cẩn thận nhé, nếu không muốn làm bẹp chúng. Tớ thấy cũng đủ rồi. Nhìn lại tớ nhớ một người. Bây giờ tớ sẽ ghép chúng thành vòng cổ. Thấy cái móc nhỏ này chứ, tớ sẽ ấn nó vào một mặt. Tiếp theo tớ sẽ gắn thêm các đĩa. Và rồi tớ có một chuỗi blue. Tớ gắn hai sợi dây chuyền ngắn vào hai đầu. Ôi là là, cậu thấy thế nào? Wow, đẹp xuất sắc. Việc của tớ đã xong. Tạm biệt người lạ bí ẩn. Cậu ấy thật tốt bụng. Em cũng cần nữ trang đấy, búp bê à? Không cần lo, để chị xử lý. Chị vẫn còn một ít đất nặn. Wow, đẹp quá. Giống nhau nè. Đi thôi, tụi mình phải đi khoe trang sức mới dễ thương. Cả lớp tập trung nào. Các em hãy trả lời câu hỏi này. Câu hỏi khó đấy. Đúng là khó quá. Lẽ ra mình phải ôn bài kỹ hơn. Chẳng hiểu mô tê gì ấy. Không, biết gì đâu mà làm. Này, im đi để tớ tập trung. Ôi không, bút của mình. Miki ơi, cậu còn cái bút bi nào không? Tớ cắn vỡ bút này rồi. Chờ chút. Cầm lấy này. Ok, làm bài thôi. Kiểu gì mình cũng trượt thôi. Thôi xong đời tôi rồi. Lại nữa sao? Bút của tớ, quỷ kia. Suýt. Cậu có khỏe không? Cho tớ mượn cây bút nhá. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu Ashley. Hai cây luôn á? Sao bút cứ hỏng hoài vậy trời? Thật không thể tin nổi. Mình khỏe hơn mình tưởng. Gần hết giờ rồi nhé. Phải làm nhanh mới được. Không dùng được cây bút nào. Có ai giúp tớ không? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Khoan, sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Tụi này không có ngu. Cũng không trách được mấy đứa. Em thưa cô có bút không ạ? Không thành vấn đề Ashley, em dùng bút này đi. Không, đừng, cất đi cô ơi. Ủa, rốt cuộc là sao? Thật ra cô mới nhớ ra là cô làm mất hết rồi. Nhưng em mới thấy cô cầm mà. Cô chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa. Ok, đành phải dùng ngòi bút thôi. Chẳng ăn thua gì. Không thể nhìn cảnh này được nữa. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ rút ruột bi ra như thế này. Mình sẽ làm cho em ấy một chiếc bút không thể gãy. Mình đã chuẩn bị khuôn làm bút. Mình sẽ đặt ruột bút vào trong khuôn. Giờ thì trang trí cho thật xinh. Mình sẽ đặt các cánh hoa vào trong khuôn. Đây sẽ là cây bút đẹp nhất lớp. Mình cũng có lọ kim tuyến nhỏ này. Đổ kim tuyến vào một bát nhựa epoxy rồi khuấy thật kỹ này. Mình muốn tạo nên hỗn hợp thật đều. Chuẩn rồi đấy nhỉ. Giờ mình sẽ đổ nhựa epoxy vào trong khuôn. Phải phủ kín những cánh hoa. Đổ nhựa đến khi đầy luôn nhé. Rồi chờ cho nhựa cứng lại. Sau đó mình có thể gỡ nó ra khỏi khuôn. Lấy ra dễ lắm. Wow, cứng muốn xỉu. Đưa cho Ashley làm bài nào. Wow, cô cho em ạ. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Nhỏ lại gắn nữa kìa. Thôi đi Ashley, cậu đang đùa hả? Này, vẫn còn nguyên vẹn nhé. Bút này đỉnh của chóp. Kiểm tra lại xem sao. Chuẩn, chiếc bút cực chắc chắn. Hồi hộp muốn xỉu luôn má ơi. Hoan hô. Cảm ơn, quá xuất sắc. Ngày trọng đại này. Hôm nay phải bung xõa hết mình mới được. Mặc gì đây ta? Xem nào. Cũng xinh này. Sự lựa chọn xuất sắc. Mình phải thay đồ thôi. Wow, dễ thương ghê. Vẫn thiếu gì đó. Mình muốn thật nổi bật. Biết chính xác mình cần gì luôn. Chuẩn, không cần chỉnh này. Háo hức quá đi mất. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Chắc chắn nhìn mình sẽ lung linh lộng lẫy lắm đây. Ra gương ngắm xem nào. Ôi trời ơi, như công chúa. Vậy là đi được rồi. Chờ chút. Vương miện của Ashley lố quá. Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy. Nếu tôi không quỷ sảng thế này.
không muốn đeo cái vương miện này nữa. Mình nghĩ gì cơ chứ, chẳng ai muốn thấy mình ở bữa tiệc. Mình sẽ lại cô đơn trên sofa và tiếc thương thân phận mọt sách này. Mình sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Ủa, có chuyện gì vậy trời? Wow, giờ mình tiếp đất cứ phải gọi là đỉnh. Ồ, sao thế Ashley? Xin chào. Cuộc đời tôi chẳng có gì tốt đẹp. Hả? Tiếng gì vậy trời? Chị là ai? Sao chị lại vào được đây? Ta là tiên đỡ đầu của em. Thế em đang có vấn đề gì? Không phải quá rõ rồi à? Em chỉ muốn thật xinh đẹp để đi dự tiệc. Mỗi thế á, em nên đi dự dạ. À nhầm, bữa tiệc. Thế này không ổn đâu, mau làm gì đi. Xin lỗi, đây là đũa mới, chị vẫn đang làm quen với nó. Đừng làm thế lần nào nữa. Giờ sao đây? Không sao cả, đợi chị một chút xíu thôi. Nếu như chúng ta... chờ đã, chiếc đũa đó nhìn kỳ lạ ghê, nhưng chắc mình sẽ dùng được. Mình sẽ trang trí lại chiếc vương miện này. Mình sẽ dùng bút 3D để vẽ đẻ lên vương miện. Vòng xung quanh viên đá này, mình muốn tạo thành khung. Màu này đẹp muốn xỉu. Giờ thì đổi màu khác và tô vào viên đá quý. Mình sẽ kéo các đường thẳng, không được bỏ sót các viên đá nhỏ đâu nha. Giờ thì nhẹ nhàng gỡ chiếc khung ra. Nói xin chào với vương miện mới đẹp hơn đi nào. Chị biết, chị rất tuyệt vời. Của em đây. Trời đất ơi, chị thấy xúc động quá. Hợp với em lắm luôn. Khoan, có chuyện gì vậy? Em chắc chắn sẽ thích phần này. Wow, thật không thể tin nổi. Mắt kính không hợp với váy này đâu. Wow, ôi là la, mình thật xinh đẹp. Em cảm ơn. Chị ấy đâu rồi? Mình chưa kịp nói rằng việc này rất ý nghĩa với mình. Nhưng cảm ơn, đi tiệc thôi nào. La la la, hi, chào mừng đến với bếp của tôi. Búp bê ơi, em sẽ là tiên cá xinh đẹp. Mùi gì vậy? Mẹ làm cupcake. Hấp dẫn ghê. Bỏ tay ra. Xin lỗi, có vấn đề kỹ thuật. Một cái thôi mà mẹ. Còn lâu. Mẹ tham. Tưởng mình thông minh lắm. Chị sẽ làm nốt đuôi cho em. Tiếp tục nào. Kem tươi. Trời ơi, cô nói gì cơ? Nói lại xem nào. Nghe hay đấy. Tiếp theo tôi sẽ làm một đĩa cà chua tươi ngon. Khoan, đừng làm thế Ashley. Này, chào cả nhà nhé. Đây là bé Cún, bé thích đi dạo trên bãi biển. Ashley. Con chào mẹ. Đi ra ngoài ngay. Con xin lỗi, con chỉ muốn nổi tiếng. Tôi sẽ đặt cupcake qua bên này. Cơ hội đây rồi. Đây sẽ là vụ trộm hoàn hảo. Mẹ còn lâu mới biết. Nhìn này, tớ là ngôi sao mạng xã hội. Bắt đầu nấu thôi. Tôi cần chiếc bát. Hả, nó đâu mất rồi? Chắc là chỉ quanh đây. Phải đoán được chứ. Ngon ơi là ngon. Thấy tôi vất vả thế nào rồi đấy. Này, trả cho mẹ. Mang máy ra đây luôn. Đưa cái bát đây. Con chả hiểu mẹ đang nói gì nữa. Con dính kem trên mũi kìa. Sao lại thế được nhở? Chắc hẳn đây là bí ẩn không lời giải. Chương trình đã kết thúc, chẳng ra đầu với đâu. Mình sẽ cố gắng chuộc lỗi. Mẹ đợi con một xíu. Rất xin lỗi mọi người, tôi chỉ muốn mang đến những giây phút thư giãn, vậy mà cũng không xong. Mẹ ơi, mẹ xem này, mẹ thấy thế nào? Đúng chỗ đây. Chờ chút, đưa mẹ xem nào. Ashley, con làm gì vậy? Phới lòng của mẹ mà. Con chỉ muốn giúp thôi mà. Nghĩ xem nào. À, biết rồi này. Nhưng mẹ phải làm gì với cái này chứ? Khoan, đúng rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Tôi sẽ lấy một cuộn dây nhựa, cắt ra một đoạn và rồi lồng chúng theo dạng hình tròn. Tiếp theo, tôi cần bút 3D. Tôi sẽ dùng keo để nối tất cả lại, rồi xoáy chồng lên nhau. Tôi muốn tạo tay cầm. Vậy là có phới lồng tiện lợi. Màu cũng rất thời thượng. Nó sẽ có mặt trên cửa hàng trực tuyến của tôi. Mẹ có cửa hàng á? Thôi kệ đi, con trả này. Đó là trợ lý của tôi. Dùng phới này rất ổn nhé. Làm sao tắt được cái này nhỉ? Phủ, mệt dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Vất vả quá mà. Oh yeah, đã quá đi mất. Phê như con tê tê. Hello, cùng tớ trang trí dép Crocs nào mọi người. Mấy em vòng tròn này đẹp không nè? Giờ đổi màu nhé. Dép của tụi mình sẽ siêu sặc sỡ cho xem. Đẹp quá.
giờ đến công đoạn vui nhất rồi nè. Tuyệt, nhìn màu xinh xỉu chưa kìa. Oh wow, trời nổi gió to rồi, sắp bão hay sao ấy nhỉ? À, mũ của mình, quay lại đây nào. Whee, đây là chuyến đi vui nhất quả đất đó. Ồ, chắc em mũ ấy chẳng quay lại đâu. Chà, ít ra thì mình cũng mua được đủ đồ dùng. Cắt quả dưa hấu này ra xem ngon không nào. Đỏ tươi, nhìn là biết ngon rồi. Mùi như mùa hè vậy. Ý, mình nghĩ ra trò này hay lắm. Mình sẽ úp nửa trái dưa này xuống và lấy bút 3D ra. Vẽ một đường dọc theo vỏ và xuống bàn luôn. Đó, vẽ hết cả nửa trái này luôn. Và mình sẽ tô mấy hình tam giác này. Mình thích tô màu cho đồ vật lắm. Vui dã man. Xong rồi nè, mình đã tô hết được nửa quả dưa. Trang trí vài bông hoa nhỏ xinh nữa nè. Thế là xong, hoàn thiện rồi. Yay, dưa hấu giúp mình làm một cái mũ mới nè. Đáng yêu quá đi, thích mê luôn. Bé này ổn đấy, mời vào trong. Chơi vui vẻ nhé. Không được, quần áo như vậy thì mời về. Em không thấy biển báo à? Dress code nghĩa là phải mặc váy đấy cô nương. Xin mời đi cho, tạm biệt. Chán như con rán, mình có biết gì đâu. Phải làm gì bây giờ ta? Kìa, bút 3D của mình. Chuẩn, cái bút này sẽ giải quyết vấn đề của mình. Muốn rụng cái tay luôn rồi. Buộc nốt giải duy băng nữa là ngon lành cành đào. Tuyệt, vậy mới là váy xinh chứ. Anh gì ơi, em quay lại rồi. Wow, váy này đẹp phết đó nha. Chà, ổn đấy nha. Như vậy là phù hợp với dress code rồi. Chúc quẩy vui vẻ nhé cô gái. Wow, váy của cậu đẹp quá đi. Cảm ơn nhé, tớ tự làm đấy. Club này cháy quá bà con ơi. Vị khách đầu tiên. Chào bồ. Cậu xinh quá. Cậu cũng thế, chúc mừng sinh nhật nhá. Ốp điện thoại à? Cảm ơn nhưng tớ có một cái ốp rồi. Xin lỗi nha. Nhưng tớ có một món quà khác. Của cậu đây. Tớ có răng rồi. Đúng rồi ha. Chắc phải còn gì nữa chứ. Quên mất, tớ có cái này. Tớ xin lỗi nhá. Khoan, kia có phải là bút 3D không? Tớ nghĩ ra ý này hay cực. Đặt điện thoại lên một mặt phẳng. Sau đó dùng bút 3D vẽ lên đó. Vẽ từ đáy lên trên nhé. Cứ thỏa sức, sáng tạo nhé. Chỉ cần phủ kín cả điện thoại là được. Cố gắng không bỏ qua điểm nào. Nhưng tất nhiên phải tránh ống kính camera. Làm phần này thì cứ thong thả thôi nhé. Bây giờ hãy vẽ ở rìa của điện thoại. Ý tưởng là tạo một chiếc ốp lưng an toàn cho riêng chiếc điện thoại của cậu. Thế này thôi. Tớ có một món quà khác tặng cậu này. Wow, đẹp thật đấy. Hay lắm, tớ vào trong nhé. Còn một vị khách nữa. Chào cậu. Chúc mừng sinh nhật. Tặng quà cho cậu này. Quá trời tiền nè. Hả? Này. Này, quay lại đây, đợi đã. Phải giấu tiền đi mới được. Cái lỗ trên tường này cũng tiện đấy. Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cất tiền trong cái lỗ và bảo vệ nó bằng bút 3D. Bắt đầu bằng cách vẽ đường viền. Sau đó tạo nhiều đường chéo. Làm tương tự nhưng theo hướng ngược lại này. Giờ thì làm cho nó giống như mạng nhện. Vẽ các hình tròn, bắt đầu ở tâm của lưới nha. Thế này nè. Tiền đã an toàn rồi. Ui không, tìm được cháu rồi. Vậy là chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Cháu làm rơi này. Ôi, để chiến ngon hết sảy. Yeah, oh yeah. Mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa. Mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè.
Ảo, gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này, chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi. Giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà. Ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan. Wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi. Bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm. Một tràng pháo tay chúc mừng nè. Bạn sẽ mê cho mà xem. Lấy một miếng đất sét tạo khuôn hình tròn và đặt hai dụng cụ cắt bánh quy hình trái tim lên. Ấn nhẹ nhàng lên dụng cụ cắt. Cẩn thận lấy phần đất sét thừa ra, sau đó đặt dụng cụ cắt sang một bên. Đổ nhựa epoxy vào giữa trái tim, dùng xi lanh sẽ giúp việc này dễ hơn đấy. Sau đó để keo khô lại, tiếp theo hãy rắc kim tuyến lên. Rồi đặt một trái tim khác lên trên. Vòng cổ này đẹp hết chỗ chê luôn. Wow, đẹp dã man. Tuyệt vời ông mặt trời. Lại một buổi sáng yên bình nữa. Dậy chuẩn bị thôi nào. Tỉnh đi, chị à. Đánh răng trắng xinh nào. Vẫn buồn ngủ quá. Nhột ghê á. Răng trắng sáng rồi này. Ôi không, chắc chị không thấy đâu. Ok, gì nữa nào. Trang điểm ổn rồi này. Oh, khuyên tai đâu, phải đeo vào mới được. Còn chiếc kia đâu rồi ta? Đừng có nhìn em chịu thôi. Chị ấy chẳng nghi ngờ gì. Sao lạ quá ta. Phải làm sao bây giờ? À, mình có ý này. Dùng bút 3D, bắt đầu vẽ một hình tam giác như thế này. Vẽ các đường khít nhau nhé. Khi đã vẽ đến đáy của hình tam giác, hãy dùng một màu khác. Chúng ta sẽ tạo miếng dưa hấu, dùng các sắc xanh khác nhau cho vỏ này, rồi chấm đen cho hạt dưa. Cứ vẽ vài chấm khắp phần ruột đỏ là ok la rồi. Khi đã hoàn thành, lật nó lại và thêm chốt khuyên tai. Nhìn khuyên tai vừa thời trang vừa ngon lành. Nhưng chưa xong đâu, dùng bút 3D để vẽ các đường nhỏ. Lặp lại ở mặt bên kia nhé. Chúng ta sẽ tạo hình chiếc lá. Trông dễ thương chưa kìa. Lật lá lại và gắn một ống hút trong vào. Dùng kéo để cắt ống hút. Cài chiếc lá vào vành tai của bạn. Wow, ngầu ghê cơ. Hả? Em muốn làm thợ sửa ống nước. Chị biết mà. Ôi trời ơi, cuốn sách này hấp dẫn quá, không thể rời mắt nổi. Chà, em sẽ đi mua sắm. Mình có thẻ tín dụng để mua thả ga. Gặp chị sau nhá, bye. Ừ, đi vui nhá. Có tin nhắn. Là Kevin nhắn. Tối nay bỗng trở nên tuyệt vời hơn biết bao. Thật không thể tin nổi. Woohoo. Lấy chìa khóa nào. Khoan, rõ ràng chìa khóa ở đây mà. Ôi không, không ổn rồi. Mà chờ một chút. Sunny. Phù, mệt ghê này. Sao thế? Sao chị lại nhìn em đằng đằng sát khí thế? Em lấy chìa khóa của chị. Đưa đây. Hả? Chìa này ấy hả? Này của em mà. Em nghĩ thế hả? Chắc tại em biết mình suốt ngày làm mất chìa khóa. Nhớ lại tuần trước đi xem đúng không? Của em à? Nghiêm túc đấy hả, Sunny? Em đã tìm hoài đó. Cái quái. Ra là ở đây. Có nhớ không? Không. Em có thể chứng minh đây là của em. Đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ nhỏ thôi. Lẽ ra chị đã có thể đi chơi với Kevin. Chuyện này suốt ngày xảy ra, phải khắc phục mới được. Và mình đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Mình có một khuôn hình trái tim. Mình sẽ đặt chìa khóa vào đó, rồi đổ nhựa màu đỏ vào khuôn. Nó chứa sẵn kim tuyến rồi, rất đẹp và lung linh. Có vẻ cứng lại rồi, mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Chà, nhìn mà xem, đẹp ơi là đẹp. Rõ là đáng yêu. Chưa gì mình đã thấy lãng mạn rồi.
ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Mình sẽ đặt ngay đây. Giờ thì khỏi lo nhầm lẫn chìa khóa nữa. Em đi ra ngoài đây. Khoan, không phải của mình. Nhưng mình đã bỏ đâu chứ? Khoan đã. Ở đây này. May mắn thật đấy. Bye. Ha, biết ngay sẽ hiệu quả. Đừng hỏng đi nữa nhá. Này, cái hộp đó ở đâu ra vậy? Tớ chưa thấy nó bao giờ. Wow, nhiều đồ hay quá nè. Sao lại tỏa sáng được vậy ta? Cậu có nghĩ giống như tớ không? Khoan, tủ lạnh. Hả? Chuyện gì vậy trời? Chuyến đi sắp dã man. Có mỗi thế mà cậu đã bất ngờ. Cậu phải ném mũi tên vào bánh xe quay kia kìa. Tớ rất thích thử thách. Xem tớ ném đây. Thế là sao nhỉ? Tay tớ nhỏ tí xíu. Cả hai bàn tay đều bé tí. Nhìn cậu ngớ ngẩn lắm. Ý là, thôi, cũng chẳng có gì to tát. Ghen tị cũng dễ hiểu mà. Cù lét nè, nhột không hả? Thôi đi, cậu đúng là con nít. Đố biết ai? Bỏ bàn tay nhỏ bé quái đản của cậu ra ngay. Được thôi, chả vui gì cả. Biết đâu mình có thể làm cậu ấy vui. Có thoải mái không? Ra là vậy hả? Đừng có mà gây sự với tớ. Cậu đang phạm phải sai lầm lớn đấy. Hả? Có chuyện gì vậy? Dừng lại, làm ơn. Cứ tận hưởng đi nhé. Tớ xin lỗi mà. Rồi, cấm đùa nghịch, nghe rõ chưa? Đồ xấu tính. Tớ tự hào về điều đó. Ok, thôi tớ sẽ làm bánh kép đây. Wow, cái chai này siêu bự. Tớ sẽ dùng bột bánh kép màu đen trước. Màu đen rất thích hợp để vẽ viền. Bây giờ tớ sẽ tô màu vào trong. Tớ cố gắng không tô trởm ra ngoài. Tiếp theo đến bột màu hồng. Thơm nước mũi. Càng lúc càng thấy khó. Tay mình bắt đầu run run rồi. Tô vào những chỗ trống. Đây sẽ là Jiggle Puff, dễ thương nhất quả đất. Gần xong rồi nè. Sau đó, tớ sẽ lật bánh. Ôi là la, tớ là nghệ sĩ chính hiệu. Mỗi thế. Thôi mà, đẹp đấy chứ. Khen tớ một tí đi. Đẹp thế này mà ăn thì tiếc lắm. Xảo cũng được, chả có gì đặc biệt. Đến lượt tớ. Nhìn đây. Tớ phải làm gì về cái đó chứ? Để xem cậu làm thế nào nhé. Bàn tay của tớ về lại như cũ rồi này. Nhẹ cả người. Khoan, cậu đang làm gì vậy? Không thấy à mà hỏi. Chẳng hiểu sao tớ phải ngậm cái thìa này nữa. Vậy tớ phải làm gì bây giờ? Ok, vào việc. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Tớ chỉ cần tô theo viền, tạo thành một hình tròn lớn quanh thân người. Nhưng tớ sẽ cần vài hình tròn nữa. Vậy là đủ rồi. Tớ sẽ nối chúng lại với nhau. Việc này đơn giản hơn tớ nghĩ nhiều. Tớ sẽ dùng bút 3D phun nhựa lên. Tớ sẽ phủ kín hoàn toàn. Sau đó tớ sẽ thêm một số chi tiết. Đây sẽ là một con mắt. Tớ sẽ dùng nhựa màu xanh dương cho phần này. Sau đó tớ sẽ phun nhiều lớp để tạo thành hai cánh tay. Rồi làm tương tự với hai chân. Gì nữa nhỉ? Đúng rồi, mái tóc. Wow, cưng xỉu luôn này. Tiếp theo tớ sẽ vẽ hai tai. Vẽ nhọn như tai mèo nhé. Suýt chút nữa thì quên mất chiếc mic nhỏ. Vậy là hoàn thành rồi. Đợi đã. Làm được rồi, không cần cảm ơn tớ đâu. Tớ cũng không định cảm ơn. Cậu làm rơi trứng lên Jigglypuff nè. Mỡ ơi là mỡ. Sạch đẹp rồi nè. Dễ thương ha. Tớ thích lắm, xuất sắc. Sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa? Tớ có linh cảm tốt. Phóng nè. Hả? Cái đó nhìn quen quen. Đúng đấy. Rất quen là đằng khác. Dù sao thì tớ có nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Tớ đang cố tập trung đấy nhé. Tớ có xúc tu. Xong đời rồi. Tớ đã đánh thức quái vật Kraken. Tớ sẽ không phạm sai lần đó nữa. Vào việc thôi. Ê, xúc tu này bám chặt ghê. Trước tiên tớ sẽ vẽ mái tóc. Vẽ từ trên xuống là cách thông dụng và hiệu quả. Tiếp theo, tớ sẽ vẽ khuôn mặt. Đây có lẽ là tác phẩm đẹp nhất của tớ. Dễ như trở bàn tay. Nhân vật này không có nhiều màu sắc, vì vậy tớ có thể hoàn thành rất nhanh. Tớ sẽ tô màu cho đôi môi. Bây giờ tớ sẽ tạo làn da trắng bọt cho đáng sợ. Tớ đã chọn màu bột bánh kép sáng nhất mà tớ có luôn đấy. Rất cá tính đấy nha. Wow, giống y hệt cậu. Cứ như hai giọt nước. Nhưng mà bánh kép có tính cách dễ thương hơn nhiều. Hài hước lắm. Đã đến lúc giải tỏa căng thẳng nãy giờ. Ôi là trời đất ơi. Đúng mục mà tớ muốn. Thế mà tớ cứ nghĩ thử thách là phải khó cơ.
tớ nghĩ cậu nên làm móng đi. Ủa sao tự nhiên nói vậy? Sao có thể vậy được? Rõ ràng móng tay của tớ đâu có dài thế này. Nhưng tớ không chê đâu. Nhiều người trả cả đống tiền để làm bộ móng như thế này. Cầm cái bút không nổi kìa. Hả? Tớ chả hiểu gì cả. Trời đất, sao lại khó như vậy? Tớ bắt đầu thấy bực rồi đấy. Và cậu không muốn thấy tớ lúc tớ giận đâu. Mà chờ một chút, tớ đã có cách rồi. Tớ quên mất cái danh thiếp này. Hạnh phúc ngập tràn chỉ với một giọt nước mắt. Thử thôi, mất gì đâu. Ta là bà tiên đỡ đầu của con. Có lẽ hai con cần đến tài năng của ta trong vòng này. Cưng ơi, móng tay nhìn phát khiếp. Nhưng để ta sửa cho. Giúp con, giúp con. Có muốn lung linh lấp lánh không? Wow, tạm biệt xúc tu. Con cảm ơn, bà thật tốt bụng. Hả, bà tiên đi đâu rồi? Giờ tớ có thể sáng tạo rồi. Cậu biết thế là ăn gian chứ. Trước tiên tớ sẽ vẽ một hình tròn. Sau đó tô màu vào bên trong. Tớ sẽ dùng các nét bút dài. Đây sẽ là nền cho tác phẩm của tớ. Tiếp theo đổi sang màu khác và vẽ mái tóc nào. Việc này cũng khá đơn giản. Tại vì sáng nào tớ cũng tạo kiểu tóc như thế này mà. Xong phần đỉnh đầu rồi, tớ sẽ vẽ tiếp hai bím tóc. Bước này rất đơn giản, chỉ cần một đường thẳng. Rồi chuyển sang vẽ thân người. Vẽ một hình tam giác này. Rồi tô màu cho nó. Hiển nhiên áo cũng sẽ có màu đen. Sau đó thì vẽ khuôn mặt, cho nhân vật mỉm cười trúng chím. Cuối cùng tớ chỉ cần vẽ thêm vài chi tiết là xong. Vẽ cổ áo màu trắng tạo điểm nhấn. Cô nàng này mới xinh đẹp làm sao. Phiên bản tí hon của tớ, cậu thấy thế nào? Tớ xem được không? Nhìn này, quá trời cậu luôn này. Hay quá đi mất. Cậu có nhân bản. Nhắc mới nhớ, sao chúng mình lại là bạn? Đưa trả tớ. Ồ, cậu lúc nào cũng phá game. Ê, vẽ tớ đi. Tớ đang học cách tạo dáng. Không biết lần này sẽ là gì nhỉ? Phóng mũi tên đi thì biết. Mong là thú vị một chút. Nhìn cũng hay ho đấy. Vòng này sẽ vui lắm đây. Cậu cầm cái đó để làm gì hả? Ngồi im. Cậu thích việc này đến thế cơ à? Đừng dán vào mặt. Wow, cậu hơi bị căng nha. Đây có lẽ là thử thách khó nhất nãy giờ. Đầu tiên tớ sẽ vẽ đường viền. Rồi vẽ một cái mỏ. Dễ ợt. Tiếp theo tớ sẽ cho chú chim nhỏ một đôi mắt. Và đây sẽ là cánh. Cả lông đuôi nữa mới chuẩn. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào về tớ lắm cho mà xem. Giờ thì tô màu thôi. Tớ sẽ dùng bột bánh kép màu trắng cho phần thân. Tô xung quanh chiếc cánh này. Bởi vì tớ sẽ tô một màu khác cho cánh. Tớ sẽ thong thả xung quanh mắt. Vậy là xong phần đầu tiên. Tớ sẽ tô màu xanh dương đậm cho cánh. Điều đó tạo nên sự tương phản. Vẫn với màu xanh đậm, tớ sẽ tô đuôi. Tiếp theo, tớ sẽ tô mỏ màu vàng. Chảo đang sôi lên rồi kìa. Rồi tớ tô màu dễ thương cho bàn chân. Đến lúc lật bánh rồi. Đây sẽ là thao tác rất khó. Phủ, làm được rồi. Ít ra cậu đã cố. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không ăn bánh đó đâu. Đến lượt tớ. Cũng vào chú chim. Ủa, tớ bị bịt mắt sao? Ôi trời ơi. Chẳng công bằng gì cả. Mong là sẽ suôn sẻ. Tớ sẽ vẽ thân mình trước. Đấy là tớ nghĩ, chứ có thấy gì đâu. Tô vào trong này. Tớ chẳng biết là tớ đang dùng màu nào nữa. Mong là nó đẹp. Dù sao nó cũng sẽ đẹp hơn cái bánh kép ngớ ngẩn kìa. Vẽ đến cánh này. Tớ muốn tạo sự tương phản giữa thân mình và cánh. Tớ cố gắng vẽ một chú chim đang bay, sải cánh trên bầu trời xanh. Tiếp theo tớ vẽ mỏ. Chỉ cần hai hình tam giác. Tớ vẫn sẽ tô bằng màu đó. Bây giờ mới đến phần vui này. Tớ sẽ tô điểm cho chú chim bằng một màu mới. Vẽ các đường màu xanh dương. Mà đúng màu không ta? Tớ xong rồi này. Nói thật đi, nó có giống con chim không? Wow, ôi, đẹp quá ấy chứ. Tháo băng dính cho tớ được không? Đi mà, tớ buồn đi vệ sinh lắm rồi. Không. Thế thì tớ đành đi ngay tại đây. David ơi, cậu có thích món nào không? Món nào nhìn cũng đẹp hết á. Tớ thích vòng này. Wow, đẹp hết sể con bà Bảy. Nhưng mình làm gì có đồng nào mà mua. Hồi tớ đi đây, bye. Hay là mình tự làm đồ trang sức của mình nhỉ? Mình có mọi thứ cần thiết trong này rồi, để xem nào.
Oh, cái này dùng được này. Mình sẽ sâu hạt vào sợi dây. Việc này khó hơn mình tưởng đấy. Gần xong rồi, cố lên. Xong rồi, giờ thì buộc dây lại. Để thử lại xem sao. Mị khá là thích đấy. Nhưng mà hơi nhỏ. Thôi cứ thử kéo từ từ xuống tay vậy. Ok, bó tay con gà quay. Phải kéo giãn ra mới được. Không, lại nữa sao? Bực mình lắm rồi đấy. Đủ rồi. Vòng tay dở hơi. Mình chỉ muốn có cái gì đó xinh xinh để đeo thôi. Hả? Sao tự nhiên lại có tranh trên đường chứ? Wow, u là trời. Nhiều quá đi mất. Mình nghĩ ra cách rồi. Nếu là fan của trái cây và đồ trang sức thì bạn sẽ thích mê. Đầu tiên là cắt lát chanh, cẩn thận ngón tay nhé. Đặt các lát chanh lên một cái khay nướng và cho chúng vào lò nướng ấm. Nướng chanh cho đến khi nó khô quắt lại như thế này này, nhưng không phải để ăn đâu nha. Tiếp theo, đổ thủy tinh lỏng vào lọ. Dùng xiên gỗ, nhúng một lát chanh vào thủy tinh lỏng nhé. Nhớ là nhúng kỹ cho thủy tinh lỏng phủ kín và để giọt thừa rơi xuống. Luồn một cái móc khuyên tai qua lỗ do xiên tạo ra. Làm tương tự với các lát chanh còn lại. Wow, đỉnh của chóp. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào cho mà xem. Đã đến lúc kiếm chút tiền tiêu vặt rồi. Mại dô bà con ơi. Xinh không gái ơi? Xinh xỉu nha. Tớ sẽ lấy một đôi. Của cậu đây. Chào Ava, khuyên tai của cậu xinh quá. Đổi cho tớ nhé. Được chứ? Của cậu này. Wow, mình thích vòng này lâu rồi. Rõ là xinh.